Chương 4540, chấn động tinh không. Trận chiến đấu trong Cửu Dương Thánh địa lại thông qua tinh võng truyền khắp vũ trụ. Đây chỉ là tiểu bối đánh nhau, không có khả năng hấp dẫn đại nhân vật chú ý, nhưng một phương là sinh đan cảnh, một phương khác lại là chân ngã cảnh, hơn nữa hiện tại là sinh đan cảnh chiếm thượng phong, việc này sẽ khác. Càng ngày càng nhiều người chú ý trận chiến này, có rất nhiều người bình luận náo nhiệt. Không phải chứ, chân ngã cảnh không thể giết sinh đan cảnh. Ha ha, cho ta cười 5 phút có người mới tới nói ra, ha ha, vậy ngươi trực tiếp cười một giờ đi, đây vốn là việc không thể tưởng tượng nổi. Này uy uy, thực sự có chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Đương nhiên, ô, gia hỏa này là Lăng Hàn, đúng vậy, đó chính là kẻ bị chiến thần cung đuổi giết, đến bây giờ hắn còn sống rất vui vẻ. Khó trách chiến thần cung giết không chết hắn, sinh đan có thể ngăn cản chân ngã cảnh, chiến thần cung phải xuất động sát thủ hóa linh cảnh mới có thể kiến công. Lăng Hàn cũng không phải dựa vào chiến lược địch nổi chân ngã cảnh, mà là hắn có được một kiện bảo khí, có lẽ là bí pháp có thể chế tạo ảo cảnh, từ đó làm cho chân ngã cảnh lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh không có khả năng bền bỉ, sẽ có lúc bị phá giải. Đúng vậy, đến lúc đó Lăng Hàn ngăn cản thế nào? Đó là kết luận nhất trí trên tinh võng, đó chính là khi Hồng Thiên Bộ giải quyết vấn đề ảo cảnh, đó là thời điểm Lăng Hàn phải chết. Đông lâm đế tộc, tỷ, tỷ, lão tỷ, chỉ mộng san hấp tấp chạy tới, nói mau xem tinh võng trực tiếp, tỷ phu của ta đang đại chiến với chân ngã cảnh đấy. Gương mặt xinh đẹp của trì mộng hàm biến thành tối tăm, lúc này nàng không có che lụa trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hiện ra, tuyệt đối không thua kém gì mỹ nhân tóc đỏ trong biển máu, không thẹn với danh xưng mỹ nhân đứng thứ ba tuyệt sắc bảng, thậm chí hoàn toàn có tư cách xưng là đệ nhất. Nàng lườm trì mộng san, nói, nói bậy bạ gì đó, ô, người không phải song tu với tên kia sao, như thế nào, bị người ta sạch mà không có chút danh phận nào hay sao chị mộng san trợn mắt hỏi khốn kiếp hai tử chết tiệt chị mộng hàm cốc đầu của nàng chị mộng san ôm đầu kêu đau chị mộng hàm người ỷ mình sinh trước ta vài năm tu vi cao hơn ta luôn khi dễ ta tiểu nha đầu khóc hô ngươi chờ chờ tu vi của ta đuổi kịp ngươi ta sẽ lập tức gả ngươi ra ngoài chị mộng hàm im lặng các nàng có phải cùng phụ mẫu sinh ra hay không tại sao tính cách trái ngược nhau như vậy Lăng Hàn chiến chân ngã cảnh, tâm thần nàng rung động, gọi một gã người hầu đến, bảo hắn kết nối tinh võng và truyền hình ảnh trực tiếp. Nếu như Lăng Hàn ở nơi này, hắn nhất định sẽ khó hiểu, vì cái gì đế tộc đều không dùng tinh võng. Rõ ràng rất thực dụng mà, nhìn thấy Lăng Hàn dùng ảo cảnh đùa dỡn hồng thiên bộ, nàng bật cười, nụ cười xinh đẹp không gì sánh bằng. Lão tỷ, người thật động tâm, chỉ mộng san nhỏ giọng hỏi, ít nói hưu nói vượn, chỉ mộng hàm trách mắng, Nàng rất thưởng thức người trẻ tuổi kia, cũng có suy nghĩ thu lăng hàn vào Đông Lâm đế tộc, nhưng tuyệt không thể nào là nàng đi hòa thân. Nàng có chí hướng lớn, nàng muốn xung kích thành đế, nàng chưa bao giờ suy nghĩ chuyện nhi nữ tình trường. Trì Mộng San nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên ra tay, từ sau lưng ôm lấy Trì Mộng Hàm, nàng vừa bóp vừa nói: "Trì Mộng Hàm, ngực đã lớn như vậy, có thể lập gia đình rồi." Dù sao Hồng Thiên Bộ cũng là thiên tài, hắn nắm giữ ưu thế đại cảnh giới, trong cơ thể có một con mắt thái cổ hung thú cho nên ảo cảnh có hiệu lực càng lúc càng ngắn. Ngay từ đầu ảo cảnh có thể kéo dài nửa phút, ngay sau đó biến thành 20 giây, 10 giây, cuối cùng chỉ còn 2 giây. Dù vậy, huyễn cảnh hắc mang cũng trâu bò tới mức khó tin, dù Hồng Thiên Bộ đã trúng chiêu rất nhiều lần nhưng lại có hiệu quả, sau khi thời gian giảm xuống 2 giây lại không giảm tiếp. Số lần càng nhiều, đường vân huyễn cảnh hắc mang trên tiên đan của Lăng Hàn càng ngày càng tối, sau khi không tỏa sáng là lúc không thể thi triển được nữa. Dù sao, đây không phải tiên thuật do mình tu thành. Không thể chơi nữa, đúng, Lăng Hàn đang chơi đùa. Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ gào thét, hắn đã trúng ảo cảnh vài chục lần, nhân sinh của hắn thay đổi rất nhanh, có đôi khi hắn công thành danh toại trong ảo cảnh, có đôi khi phụ mẫu con cháu chết hết, trở thành tiên sát cô tinh. Cho nên, hắn một hồi cười một hồi khóc, vô cùng chật vật. Có thực lực vô cùng cường đại nhưng không thể thi triển, có ai không uất hận? Chết, hắn nhảy lên cao, quy tắc hiển hóa hình thành một thanh thần binh đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không tránh, hắn chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Cái gì, hắn không tránh né, a à hát hát, lần này Hồng Thiên Bộ không trúng ảo thuật. Hơn nữa, một kích này đã phát động, cho dù Hồng Thiên Bộ trúng ảo thuật, có lẽ công kích sẽ đánh xuống, dùng chiến lực chân ngã cảnh cũng có thể diệt sát Lăng Hàn dễ dàng. Ai, quá tự phụ a à? Thực cho rằng dựa vào ảo thuật là có thể ảnh hưởng chân ngã cảnh, có thể địch nổi hay sao? Ngây thơ, trên tinh võng có vô số người nhìn thấy cảnh này bọn họ lắc đầu và cho rằng lăng hàn chết chắc nhưng thời điểm công kích của hồng thiên bộ đánh xuống một đạo địa khí xuất hiện và hóa thành một con địa long ầm um, hồng thiên bộ đánh một kích trúng địa long tuy hắn vừa tiến vào chân ngã cảnh chiến lực của hắn lại vượt qua chân ngã cảnh sơ kỳ địa long tan vỡ ngay lập tức cho dù như thế công kích của hắn cũng bị hóa giải bảy tám phần lăng hàn đánh ra một quyền hóa giải công kích của hồng thiên bộ ngóa 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 nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người khiếp sợ không nói thành lời lúc này lăng hàn không sử dụng ảo thuật mà là chính diện ngăn cản hồng thiên bộ trời ơi đã xảy ra chuyện gì một sinh đan cảnh có thực lực đối kháng chính diện với chân ngã cảnh hơn nữa nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của lăng hàn dường như hắn mới là chân ngã cảnh dễ dàng hóa giải công kích của sinh đan cảnh ta biết rồi có người nói đó là địa khí cái gì địa khí đúng địa khí mỗi tinh thể đều có địa mạch tồn tại trong địa mạch có địa khí, kỳ thật đó là năng lượng thiên địa, nhưng chỉ có trận đạo tông sư mới có thể vận dụng. a à hát hát, ý của ngươi là, Lăng Hàn chính là trận đạo tông sư. Đúng vậy, trên tinh võng sôi trào, không ít người ôm đầu, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Lăng Hàn chính là kỳ tài võ đạo, yêu nghiệt đến tình trạng biến thái, hắn là quái thai, hiện tại hắn là trận đạo tông sư. Ngươi có cho người khác sống hay không? Hồng Thiên Bộ cũng sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và mê mang. Lăng Hàn lại là trận đạo tông sư, khốn kiếp, chương 4541, lùi bước. Hồng Thiên Bộ cũng nghiên cứu qua trận pháp, hắn chỉ giới hạn trong phàm cảnh, sau khi bước vào tiên đồ, nghiên cứu trận pháp sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, hơn nữa cần hồn lực cường đại ủng hộ, từ đó hắn đặt tâm tư vào võ đạo. Ngay cả như vậy hắn còn cảm thấy thời gian không đủ dùng, Lăng Hàn thì sao? Người so với người, giận điên người, hắn không muốn tiếp nhận, cũng không cách nào tiếp nhận song phương tranh lệch to lớn đến mức biến thái chết 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 hắn triệt để thiêu đốt chiến ý lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó là giết lăng hàn chỉ cần lăng hàn vừa chết tất cả sỉ nhục của hắn sẽ tan thành mây khói mà lăng hàn ưu tú thì như thế nào lăng hàn sẽ biến thành lịch sử mà thôi lăng hàn bình tĩnh thong dong hắn rút ra địa khí hóa thành địa long còn lần này hai con địa long xuất hiện dù hồng thiên bộ mạnh hơn chân ngã cảnh thì như thế nào căn bản không có khả năng một lần tiêu diệt hai con địa long, ngược lại sẽ bị địa long tấn công, từ đó làm hắn cực kỳ khó chịu. Sắc mặt Đông Hải Tôn Giả, Đế Hải Lan rất không xong, bọn họ từng nghĩ tới việc này chưa? Đường Đường chân ngã cảnh lại không làm gì được một sinh đan cảnh, thậm chí còn bị áp chế. Việc này giống đầm rồng hang hổ, không phải Hồng Thiên bộ quá yếu, cho dù chân ngã cảnh yếu hơn nữa cũng là chân ngã cảnh, một tay cũng có thể nghiền áp sinh đan cảnh, mà là lang hàn quá biến thái hắn còn là trận đạo tông sư, đây chính là tồn tại có thể sánh bằng hóa linh cảnh. Cho nên, Hồng Thiên Bộ bị ngăn cản, hắn không địch lại cũng không khó hiểu, nếu không phải Lăng Hàn bị cảnh giới bản thân hạn chế, không cách nào thi triển tinh thần lực cường đại, hắn thậm chí có thể dùng một kích miểu sát Hồng Thiên Bộ. Oanh, 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 Hồng Thiên Bộ không ngừng oanh kích, nhưng căn bản không cách nào phá tan địa long phong tỏa, Lăng Hàn điều khiển năm đầu địa long xuất hiện, chúng phát động công kích nhắm vào Hồng Thiên Bộ. Năm đầu địa long, Tương đương với năm tên chân ngã cảnh, cho dù Hồng Thiên Bộ bất phàm nhưng hắn cũng là người tổn thương căn cơ, cưỡng ép đột phá chân ngã cảnh sẽ tạo thành hậu quả xấu là chiến lược cùng dai không đủ. Bởi vậy, năm đầu Địa Long xuất hiện, hắn không gánh được. Không địch lại, hắn phiền muộn gần chết, đường đường chân ngã cảnh, không địch lại một gã sinh đan, thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng thua còn tốt hơn bị giết, Hồng Thiên Bộ đã bắt đầu sinh thoái ý, hắn biết rõ, nếu lần này lui lại thì sau này hắn không có cơ hội đấu với Lăng Hàn nhưng không lùi chính là chết, đương nhiên hắn càng không muốn chết. Nhưng Lăng Hàn không nghĩ tha mạng cho Hồng Thiên Bộ, người tới giết ta, lúc đó người phải chuẩn bị tâm lý chịu chết. Hắn vận dụng huyến cảnh hắc mang đánh ra, Hồng Thiên Bộ lại lâm vào ảo cảnh, năm con địa long lao tới. Khuyết điểm của địa long chính là linh hoạt, chúng có thể ngăn cản công kích của chân ngã cảnh, nếu muốn đả thương người khác, hay là thôi đi. Nhưng địa long phối hợp với huyến cảnh hắc mang, tình hình sẽ khác. Hai giây đủ cho địa long bọc đánh chưa? sau khi hồng thiên bộ thoát ra khỏi ảo cảnh hắn phải đối mặt năm đầu địa long oanh tạc hắn bị ép phải dùng tới át chủ bài dùng con mắt thái cổ hung thú hóa đá và đánh nát địa long nhưng vấn đề là địa long chỉ là địa khí ngưng tụ thành chúng không có thánh mạng đánh bại thì đánh bại lang hàn dễ dàng tạo ra địa long bổ sung vào đội ngũ thiếu hụt hồng thiên bộ liều mạng bị thương thoát ra khỏi vòng vây của địa long đột nhiên hắn bị huyễn cảnh hắc mang đánh chúng hắn lại lâm vào ảo cảnh chờ hắn thoát ra lại bị địa long vây quanh Mọi người phát hiện Lăng Hàn không cần tự mình ra tay, hắn chỉ cần triệu hoán địa long là có thể xử lý hồng thiên bộ. Có ai sánh bằng thiên tài như thế? Tỷ, gả đi, ta cảm thấy đây là tỷ phu có đốt đèn cũng không tìm thấy. Trong đông lâm đế tộc, tiểu quỷ trì mộng san bắt đầu khuyên bảo, thấy trì mộng hàm không đáp lời mình, nàng chống nạnh nói. Nói cho trì mộng hàm ngươi biết, nếu không phải ta tuổi còn nhỏ, ta mới không nhường nam nhân như vậy cho ngươi. Trì mộng hàm cốc đầu nàng, tại sao muội muội của mình lại có tính cách như vậy? Ngươi không thể như tiểu nha đầu mười mấy tuổi, tại sao trưởng thành sớm như thế? Đông Hải tôn giả cao mày, hắn không thể ngồi xem nữa, nếu không hồng thiên bộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vừa định ra tay, đã thấy cửu sơn tôn giả ngăn cản trước mặt hắn. Cửu sơn, tránh ra, hắn trầm giọng nói ra, chê cười, đây là địa bàn của bản tôn, ngươi cũng xứng la lói om sòm tại đây. Cửu sơn tôn giả lạnh lùng nói ra, hừ, nếu hồng thiên bộ chết, bản tôn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đông Hải tôn giả uy hiếp, ân, làm ta sợ. Cửu Sơn tôn giả trực tiếp vận dụng cửu dương tán, mặc dù thánh khí chưa thức tỉnh nhưng đã có một tia thánh uy cũng làm tôn giả nhức đầu. Còn em ngươi, Đông Hải tôn giả kinh ngạc, ta chỉ nói một câu mà ngươi đã vận dụng thánh khí, như vậy thích hợp sao? Hắn bao che khuyết điểm nhưng so sánh với cửu Sơn tôn giả, đẳng cấp giữa hai người kém nhau quá xa. Thành thành thật thật chờ ở đây đi, nếu không, bản tôn không ngại lưu ngươi ở nơi này vĩnh viễn. Cửu Sơn tôn giả nói ra, giọng điệu của hắn vô cùng kiên định. Đông Hải tôn giả im lặng, hắn tức giận toàn thân phát run. Hắn trở lại chủ tộc thỉnh thánh nhân mang theo đế binh đến bình định nơi này. Nói đùa, đế tộc cũng không thể sằng bậy, mời đế binh cũng phải có lý có c. Người dẫn một chân ngã cảnh khi dễ sinh đan cảnh, không có đánh thắng bị giết chết. Bây giờ mời thánh nhân mang theo đế binh đến báo thù, nói ra không sợ bị người ta chê cười. Trong vũ trụ này cũng không phải chỉ có thiên lang đế tộc là đế tộc, đế gia cũng không thể một tay che trời, chấn áp tất cả mặt trái dư luận. Tứ tổ ra, đế hải lan gấp gáp, tình huống của hồng thiên bộ càng ngày càng không ổn. Cầm miệng, đông hải tôn giả quát, sau đó nhìn về phía cửu sơn tôn giả, nói. Tốt, bản tôn nhận thua, bản tôn có thể cam đoan, thiên lang đế tộc không bao giờ gây phiền toái cho tiểu tử này nữa. Cửu sơn tôn giả nói, muốn nhằm vào tiểu tử kia, các người cứ việc ra tay, không trải qua một phen chắc trở, tiểu tử kia làm sao có thể phát triển. Nhưng, trận chiến này phải đánh xong khốn kiếp chưa thấy qua người nào như con lừa thế này đế tộc người thật cho rằng dễ dàng đắc tội như vậy sao cửu sơn tôn giả đã nói rõ thái độ thánh khí cũng ở biên giới thức tỉnh đông hải tôn giả không dám chọc vào việc này nếu không hắn có thể sẽ hóa đạo ngay hôm nay bị thánh khí đuổi giết tuyệt đối không thể sống lại hai mắt hắn phóng lửa hắn nói cửu sơn người muốn đẩy cửu dương thánh địa vào hố lửa sao chê cười một trận chiến công bình như thế nào, đế ra các ngươi có ý kiến. Cửu sơn tôn giả nói ra, hắn không bị uy hiếp. Tốt, 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 Đông Hải tôn giả nói ba chữ tốt liên tục, hắn đã quyết định, sau lần này sẽ đi chủ ra, cho dù thế nào cũng phải mời đế tử chém giết lăng hàn. Một trận chiến công bằng, không lưu cơ hội cho kẻ khác nói ra nói vào. chương 4542, chém giết, Hồng Thiên Bộ vô cùng tuyệt vọng, hắn lui lại không có kết quả, lại hy vọng ký thác vào Đông Hải tôn giả, cho nên hắn tự nhiên cũng nghe thấy đông hải tôn giả cùng cửu sơn tôn giả nói chuyện với nhau hai vị tôn giả này nói chuyện không chút che giấu đông hải tôn giả không thể ra tay mà hắn lại bị vây khốn chỉ có thể liều chết mà kết quả liều chết đương nhiên là chết hắn không muốn chết càng không muốn chết trong tay lăng hàn đây là đối thủ lớn nhất trong đời của hắn hắn không muốn chết không nhắm mắt thì tính sao năm địa long điên cuồng oanh tạc hắn chỉ có thể chống đỡ nhưng chống đỡ lâu hơn nữa cũng không có biện pháp gì Tổn thương trên người hắn càng ngày càng nặng, vết thương không ngừng phun máu tươi, có nhiều chỗ lộ ra xương trắng, dáng vẻ của hắn hiện tại vô cùng thê thảm. Hắn đã dốc sức liều mạng và giúp thiên địa đạo tác hóa thành công kích mạnh nhất. Nếu uy thế như vậy đánh vào người Lăng Hàn, cho dù Lăng Hàn có khí lực mạnh hơn nữa, có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng công kích, cho dù hắn không chết cũng bị trọng thương. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không có cơ hội đánh trúng Lăng Hàn. Này, thực sự chỉ có thể chờ chết. Thiên bộ, thiên bộ, Đế Hải Lan gào to, nhưng nàng cũng biết nàng có gọi cũng bất lực, bởi vậy nàng nhìn về phía Lăng Hàn, nói: "Nếu ngươi dám giết Thiên Bộ, ta sẽ bắt toàn bộ thân nhân và bằng hữu của ngươi lại, ta sẽ giết từng người trước mặt của ngươi." Trong nội tâm Lăng Hàn bắn ra sát cơ rất mạnh, đây là nghịch lân của hắn, ai chạm vào thì người đó phải chết. "Ngươi muốn giết chết thân nhân và bằng hữu của ta, ta sẽ giết ngươi trước." Lăng Hàn lại triệu hồi ra năm đầu Địa Long, lúc trước hắn chỉ lộ ra việc mình có thể triệu hoán 10 Địa Long, cho nên Hiện tại cũng không sợ bị người ta biết rõ, dù sao át chủ bài chính thức chính là 16 Địa Long. Năm đầu Địa Long đã làm Hồng Thiên Bộ không chịu nổi, huống chi là 10 đầu. Hắn hoàn toàn không địch lại, sau đó bị giết thành cặn bã. Lúc này, hắn đã chết thật, hoàn toàn không có cơ hội phục sinh. Thiên Bộ, Đế Hải Lan gào thét thê lương, nàng thực sự ưa thích Hồng Thiên Bộ, nếu không với thân phận đế tộc của nàng, nàng làm sao gả cho người không có bối cảnh như Hồng Thiên Bộ? tốt 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 đông hải tôn giả tức giận nói cửu sơn người nhất định sẽ hối hận vì việc ngày hôm nay tạm biệt không tiến cửu sơn tôn giả lãnh đạm nói ra đông hải tôn giả vung tay lên hắn nắm lấy đế hải lan và xé rách hư không rời đi cửu sơn tôn giả cười cười với lăng hàn hắn rất thỏa mãn với đệ tử này tìm khắp trong đế tử đế nữ có sinh đan cảnh nào tiêu diệt chân ngã cảnh hay không nhất là lăng hàn chỉ là sinh đan hậu kỳ mà thôi chớ kiêu chớ ngạo dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào chân ngã cảnh hắn nói ra tốt lăng hàn gật đầu đi thôi cửu sơn tôn giả phất tay hắn dẫn đầu rời đi hắn vốn bế quan nhưng bị khí thức của đông hải tôn giả đánh thức hiện tại đánh lui đối thủ nên hắn muốn tiếp tục bế quan hắn muốn trở thành thánh nhân khi đó hắn sẽ thành hậu thuẫn kiên cố nhất của lăng hàn phụ trợ đệ tử này trùng kích đế vị đám người giải tán việc này vẫn bị bàn tán liên tục lục kỳ đứng trong đám người hắn lộ ra dáng vẻ thất hồn lạc phách Muốn giết sinh đàn hậu kỳ khó như vậy sao? Lăng Hàn trở về, hắn tiếp tục truyền thụ cho hai nữ và đại hát cẩu bí thuật chiến thần cung, qua vài ngày sau, Tây Thiên vực Phật tộc cũng phái người tới, bọn họ cũng đưa ra yêu cầu muốn Cửu Dương Thánh Địa giao ra Lăng Hàn. Lần này Cửu Sơn Tôn giả không có lộ diện, mấy vị cường giả tôn giả khác cường thế đẩy Phật tộc trở về. Không có biện pháp, Phật tộc Tây Thiên vực nhiều nhất chỉ có thể tương đương Thánh Địa, bản thân Cửu Dương Thánh Địa xưa nay rất cường thế, bọn họ sợ hay sao? Tin tức truyền ra, việc này dẫn tới bàn tán xôn xao trên tinh võng, có người bội phục năng lực gây tai họa của Lăng Hàn, đồng thời cũng tán thưởng cửu dương thánh địa bảo vệ đệ tử. Lăng Hàn không để ý, sau khi truyền công chấm dứt, hắn lại ngồi không yên. Sinh đan hậu kỳ cũng không phải bế quan tu luyện là có thể đột phá. Hắn cần phải đạt thêm nhiều linh đồ cao dai, từ đó rút ra thiên địa đạo tắc khắc lên tiên đan, hoàn thành tu luyện giai đoạn này. Đương nhiên, trên lý luận có ba vân là có thể đột phá, Lăng Hàn hiện tại đã có năm vân, kỳ thật hắn đã có tư cách tiến vào cảnh giới sinh đan cảnh bước thứ tư hóa lỏng kim đan từ đó đặt nền móng đột phá chân ngã cảnh nhưng đột phá vào lúc này là quá lãng phí lăng hàn đặt mục tiêu trùng kích đế cảnh đương nhiên hắn sẽ tu luyện mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ trên tinh võng có bán linh đồ nhưng đẳng cấp quá thấp lăng hàn tuyệt đối không thể lãng phí vị trí trên tiên đan cho nên hắn muốn đạt được linh đồ cao dai thì phải đi ra ngoài cửu sơn tôn giả ngược lại nguyện ý cởi mở linh đồ trong thánh địa cho lăng hàn nhưng không có tấm nào cấp bậc đại đế, tuy bị lăng hàn học được nhưng hắn không vội đột phá, cho nên hắn để đó. Nhưng không có mục tiêu, hắn có thể chạy loạn khắp nơi hay sao? Tuy lăng hàn hiện tại rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là sinh đan cảnh, hắn lại có quá nhiều đối thủ, trong đó có cả đế tộc. Mỗi ngày hắn lên tinh võng dò xét, hắn xem có di tích cổ nào đó xuất thế hay không, nhất định là có nhưng cấp bậc quá thấp, nếu không đạt tới cấp giáo chủ thì không thể hấp dẫn hắn. Nhưng qua vài ngày sau, Cuối cùng có một đại tin tức truyền tới, chân long uyên sắp mở ra, toàn bộ thiên hạ hoành động, ngay cả đế tộc cũng ngồi không yên. Vì cái gì, nơi này cất giấu trí bảo tuyệt thế hay sao? Có thể nói là thế nhưng cũng có thể nói không phải. Bởi vì tranh đoạt chân long uyên không phải tranh giành bảo vật, công pháp, tiên thuật truyền thống mà là số mệnh, số mệnh là thứ không thể thấy và không chạm vào nhưng nó lại thật sự tồn tại. Ví dụ ngươi chọn một con đường trong di tích cổ, nó có thể dẫn ngươi lên thiên đường cũng có thể kéo ngươi vào địa ngục. Người có số mệnh lớn sẽ vô ý thức lựa chọn có lợi nhất. Hơn nữa, khí vận không chỉ áp dụng với một người, thậm chí còn có thể phúc trạch cho tông môn và gia tộc. Tông môn và thế lực có số mệnh hưng thịnh sẽ có nhiều thiên tài đầu nhập, có yêu nghiệt xuất thế, nhất định sẽ quật khởi, cho dù là sóng gió thế nào cũng không ngăn cản được. Còn nữa, có thể khổ tu thành tôn giả nhưng nhất định cần số mệnh mới có thể thành thánh nhân, muốn thành đại đế cần tụ tập số mệnh của cả thiên hạ. Trong chân long uyên có số mệnh chân long, người có được sẽ gia tăng số mệnh cho bản thân và thế lực sau lưng, sẽ được thiên địa chiếu cố. Sau khi Lăng Hàn biết được, hắn vội vàng tra xét tình huống cụ thể trong chân long uyên. Mỗi lần chân long uyên mở ra đều sinh ra 6 đầu số mệnh chân long, phân thuộc 6 cảnh giới từ trúc cơ đến tiểu thừa cảnh, võ giả chỉ có thể tiến vào khu vực tương ứng, có thể đạt được số mệnh chân long hay không quyết định bởi thực lực và thiên phú. Trong lúc có linh đồ hay không, Lăng Hàn nói thầm, hắn mặc kệ có linh đồ hay không, hắn nhất định phải đi một chuyến. Cửu Sơn Tôn Giả đã làm rất nhiều việc vì hắn, đương nhiên hắn cũng phải làm chút việc vì Cửu Dương Thánh Địa, hơn nữa số mệnh chân long có lợi lớn với Lăng Hàn, chỉ việc này đã đủ kéo hắn tham gia. Chương 4543, Chân Long Uyên. Quyết định đi là một việc, đi như thế nào lại là việc khác. Tuy Lăng Hàn không thừa nhận, nhưng trên thực tế có rất nhiều thế lực muốn diệt hắn cho thống khoái. Thế lực có thủ oán với hắn không ít, ví dụ như thiên lang đế tộc, ví dụ như Phật môn Tây Thiên Vực, cũng có thế lực không có thủ với hắn, chỉ bởi vì kiêng kỵ thiên phú của hắn nên muốn tiêu diệt. Thiên hạ không đế đã kéo dài ngàn vạn năm, trên lý luận mà nói, cánh cửa thành đế đã mở ra, cho dù là thiên kiêu nào cũng có tư cách đột phá, yêu nghiệt như lang hàn như lại làm rất nhiều người tuyệt vọng. Tiêu diệt lang hàn, tương đương quét dọn đối thủ cạnh tranh cường đại cho hậu bối của mình, tin tưởng có rất nhiều cường giả nguyện ý ra tay. Cho nên, lang hàn phải kiềm chế. Chân Long Uyên có tất cả 6 đầu số mệnh chân long, cho nên cũng chia ra 6 khu vực, đối ứng từ trúc cơ đến tiểu thừa cảnh. Nói cách khác, cường giả cấp giáo chủ cũng tham dự, cũng may sẽ không xung đột chính diện với bọn họ, bằng không, cho dù vận khí tốt như thế nào cũng không thể tranh với bọn họ, khả năng bị đánh chết còn lớn hơn nhiều. Ta và Đại Hắc Cẩu là sinh đan cảnh, đương nhiên sẽ tiến vào khu vực sinh đan cảnh, Loạn Tinh và Hổ Nữu vẫn là chú đỉnh, nếu như đi chân Long Uyên, ta sẽ tách ra khỏi bọn họ. Ân, các nàng đều là cửu đỉnh hợp nhất lại nắm giữ mấy môn đế thuật và thánh thuật cho dù đấu với đế tử đế nữ cũng không ăn thiệt thòi hơn nữa nghe nói trong chân long uyên cũng có đại dược còn có tiền nhân lưu lại truyền thừa cho dù không chiếm được số mệnh chân long chỗ tốt cũng nhiều hơn lang hàn thương lượng với nữ hoàng hổ nữ đại hắc cầu một phen sau đó quyết định lập tức lên đường tạo hóa lớn như thế tuyệt không phải khổ tu mà có được số mệnh là thứ ông trời ban cho nếu bỏ qua có khả năng vĩnh viễn không gặp lần nữa Lăng Hàn câu thông địa mạch, địa khí quét qua, bọn họ đã đi tới khu vực truyền tống trận vượt qua tinh vực của cửu Dương Tinh. Hiện tại cửu Sơn Tôn Giả đang bế quan, hắn không có thời gian mang theo đám người Lăng Hàn đi xuyên qua tinh không, cho nên Lăng Hàn phải dựa vào mình chạy đi. Khá tốt, chân Long Uyên mở ra thời gian rất dài, không cần lo lắng không tới kịp. Ba người một chó lên đường suốt ngày đêm, thẳng đến khi thân thể không chịu nổi mới dừng lại nghỉ ngơi khôi phục, không ngừng xuyên qua tinh không như thế, bọn họ tốn thời gian 3 tháng đã đi tới chân Long Uyên. Chân Long Uyên nằm trên thiên long tinh, đây là tinh thể lớn bị tàn phá, nó nằm ở giao giới bốn thiên vực, có được địa vị phi thường đặc thù. Truyền thuyết, con chân long đầu tiên trong thiên địa đản sinh tại đây, tỏa trấn trung tâm vũ trụ, bởi vậy, thiên long tinh không thuộc về bốn đại thiên vực. Nhưng trong lịch sử xa xưa, tại đây bộc phát đại chiến và đánh nát thiên long tinh, đánh nó thành tàn tích, đồng thời cũng làm cho chân long uyên xuất hiện lần đầu trong thiên địa. Chân long, đó là tồn tại sánh ngang đại đế, mà long đại biểu cho khí vận, cho nên, nơi chân long sinh ra cũng là nơi nó hóa đạo, giống như hình thành vòng xoáy số mệnh thiên địa, thường cách một đoạn thời gian sẽ có chân long uyên mở ra. Đương nhiên, đoạn thời gian này lớn tới kinh người, dùng thời gian ngàn vạn năm mà tính toán. Mỗi lần chân long uyên mở ra đều chứng thực một việc. Đó là thiên địa đã chuẩn bị xong, thiên địa có thể nghinh đón đại đế kế tiếp ra đời, đây mới là ý nghĩa lớn nhất. Nhìn khắp toàn bộ lịch sử, chỉ có năm thành tổ vương đi vào chân Long Nguyên. Nói cách khác, cho dù không chiếm được đại khí vận trong chân Long Nguyên cũng không ảnh hưởng tới việc thành đế. Bởi vì thiên Long Tinh bị đánh nát, nó còn thảm hại hơn cả thiên Hải Tinh, nơi này không có một chút sinh cơ nào, bởi vì không có khí quyển bảo hộ tinh thể, phàm nhân không thể sinh tồn trên nơi này. Cho nên, có thể tới nơi này, ít nhất cũng phải là trúc cơ. Đoàn người Lăng Hàn không có đi thẳng tới Thiên Long Tinh, mà là đi tới tinh cầu lớn gần đó, sau đó lại leo lên không hạm vượt qua vũ trụ đi vào thiên long tinh vì thế bọn họ cần trả số đạo thạch to lớn nhìn từ tinh không trên thiên long tinh xuất hiện vết nứt cực lớn vắt ngang toàn bộ tinh thể giống như nó đang mở mắt đó chính là chân long uyên chỉ khi con mắt mở ra hoàn toàn mới có thể tiến vào không hạm đáp xuống lăng hàn đi ra trên tinh thể hoang vu này đã biến thành nơi náo nhiệt người từ khắp nơi đổ tới chân long uyên đám người lăng hàn phi thường ít xuất hiện chủ yếu là lăng hàn và đại hắc cẩu có thể nói người muốn giết bọn họ còn nhiều hơn người ưa thích bọn họ. Ở chỗ này có khí thức tôn giả lúc ẩn lúc hiện, thậm chí ngẫu nhiên còn có thánh uy bộc phát. Hiện tại, nơi này tập trung quá nhiều thiên tài, quá nhiều cường giả. Ít xuất hiện, ít xuất hiện, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu động viên lẫn nhau, người như Lăng Hàn không đi trêu chọc cừu hận, Đại Hắc Cẩu nén xúc động đi trộm đồ lót, một người một chó trốn trong lều vải đơn giản. Cho dù bọn họ muốn ít xuất hiện nhưng có thể ít xuất hiện bao lâu. Nên đi ra ngoài dạo thôi. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đã dịch dung, ngay cả linh hồn chấn động cũng biến hóa, tuyệt đối sẽ không bị người ta nhận ra. Ân, đi, một người một chó nghênh ngang đi ra ngoài, bởi vì nơi này hội tụ quá nhiều thiên tài, không thiếu kẻ có tiền và có nhiều bảo vật, bởi vậy, có ít người dứt khoát bày quán tại nơi đây. Ngay từ đầu còn bộc phát sự kiện tranh đoạt, bởi vậy dẫn xuất một vị thánh nhân lên tiếng, nói mọi thứ đều phải giảng quy củ, vì vậy, cả phiên chợ trở nên quy củ, cho dù là đế tộc cũng không dám sằng bậy thánh nhân rất châu bò, nói ra tức là pháp. Lang Hàn và Đại Hắc Cẩu đi dạo chung quanh, Đại Hắc Cẩu nghẹn vài ngày, nó hóa thành cái loa nói không dứt. Nơi này có không ít thứ tốt, thậm chí có rất nhiều tinh phẩm tới từ các di tích cổ, hiện tại không có ai biết cách vận dụng, nếu như có thể thăm dò rõ ràng, người mua sẽ chiếm được lời lớn. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu cũng muốn thử thời vận, bọn họ vừa đi vừa nhìn, Lăng Hàn còn phát động đồng thuật phán đoán niên đại của đồ vật. Vị tiểu ca này, mau đến xem, nơi này có rất nhiều bảo vật có chủ quán ngoác lăng hàn, trước mặt hắn bày ra một đống đồ vật, có đao có kiếm, còn có tiểu tháp lung linh, cây quạt bạch ngọc các loại đồ vật. Lăng hàn đi qua, hắn lật xem từng cái, tiểu ca, người xem này, chủ quán đưa một cây dao găm qua, thứ này lấy từ di tích cổ, ít nhất cũng là đồ cổ mấy trăm vạn năm trước, người xem đường vân này, chật chật, phù hợp thiên địa đại đạo đấy. Đại hắc cầu cầm lấy, nó hiện tại biến thành một người cao lớn nhưng vẫn sửa không thói quen của nó, dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó nói với Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử, đúng là đồ cổ, chủ quán đổ mồ hôi lạnh, người này có tật xấu kỳ lạ, không cần dùng mắt nhìn mà dùng mũi ngửi, ngươi là chó sao? Ách, không phải là chó, nó vốn là chó. Trường 4544, đấu giá, Lăng Hàn phát động đồng thuật dò xét, nói, ha ha, tầng đồng xanh bên ngoài đúng là đồ cổ. Đại hắc cầu thông minh cỡ nào, nó vốn là tổ tông lừa người, nghe hắn nói như vậy thì hiểu ra, hắn ném dao găm xuống đất sau đó nói với chủ quán ngươi rất tốt dám hãm hại cầu ra ồ người đúng là chó tên chủ quán xấu hổ cười cười buôn bán ở chỗ này cần phải bằng vào nhãn lực ngươi nhãn lực tốt có thể không bị lừa gạt thậm chí sửa mái nhà rột nhưng nhãn lực của ngươi không tốt mua phải hàng giả ngươi có thể trách ai lão hắc không cần chấp nhận với hắn lang hàn khoát khoát tay hư xem như ngươi vận khí tốt đại hắc cầu thu tay lại nó và lăng hàn hiện tại muốn ít xuất hiện nếu không dùng lòng giả dạ hẹp hòi của nó nó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua người lừa gạt nó được lăng hàn tìm kiếm trong quầy hàng khoan hãy nói chủ quán này có năng lực làm giả tương đối mạnh từng kiện từng kiện đồ vật đều tỏa ra khí thức cổ xưa nếu dựa vào đồng thuật quan sát sẽ phát hiện kỳ thật đều đồ mới cố ý làm cũ bởi vì tay nghề phi thường cao minh người bình thường không nhìn ra điểm gì khác thường hắn thu hồi ánh mắt đồ vật ở nơi này đã trải qua làm giả hắn không quan tâm nữa Lão Hắc, đi thôi. Được rồi, đại Hắc cầu gật đầu, sau đó lại lường tên chủ quán, có ý cảnh cáo. Bọn họ chưa rời đi xa, đột nhiên Lăng Hàn dừng bước lại. Tiểu Hàn tử, làm gì vậy? Đại Hắc cầu khó hiểu hỏi. Trở về, Lăng Hàn dùng mình, ồ, đại Hắc cầu sướng sờ, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Thật có bảo bối, bảo hay không còn chưa biết, nhưng ta thật sự không nhìn thấu. Lăng Hàn gật đầu, đi một chút, một người một chó lại trở về, chỉ đi một lúc, trên quầy hàng đã có người tới xem, là hai nam tử, bọn họ hết sức trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, tỏa ra khí chất kinh người. Một người trong đó là sinh đan cảnh, nhưng một người khác lại là chân ngã cảnh, hơn nữa không phải mới vừa vào chân ngã cảnh đơn giản như vậy, chính là chân ngã cảnh đại viên mãn, thời điểm bị lăng hàn quan sát, hắn cũng quay đầu nhìn sang, thậm chí ánh mắt còn làm lăng hàn hơi đau. Tên sinh đan cảnh cũng quay đầu nhìn lăng hàn, nhưng lại chẳng thèm mó tới, bởi vì hiện tại lăng hàn đã ngụy trang, hắn không còn là người mà ai cũng chú ý tới. Đại hắc cầu mới mặc kệ nhiều như thế, đối với nó mà nói, bảo bối trọng yếu nhất. Nhưng một chút, nó lách vào trong, sau đó nói với Lăng Hàn nói. Tiểu Hàn tử, mau tới chọn, lại thấy hai người tới đây, gương mặt chủ quán tối tăm, các người tới quấy rối. Nhìn thấy đại hắc cầu lách mình đi vào, hai người kia cau mày, tính tình nam tử sinh đan cảnh không tốt, lập tức nói. Gấp cái gì, còn không thể chờ chúng ta đi hay sao? như thế nào, nơi này bị các người bao hết hay sao? Đại Hắc Cầu lập tức phản bác, vấn đề liên quan tới bảo bối là nguyên tắc bất di bất dịch, nó sẽ không nhường. Vạn nhất bảo bối bị người ta nhặt thì sao? Hắc, tên sinh đan cảnh tức giận, hắn đứng lên, tiểu hàn tử, có vị trí. Đại Hắc Cầu kéo một cái, lăng hàn thuận thế ngồi xuống, cũng chen tên sinh đan cảnh ra ngoài. Khốn nạn, tên sinh đan cảnh giận dữ, hai người các ngươi là ai, dám chọc lưu phương ta hắn cho rằng báo ra tên thì Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu nhất định sẽ kính nể, bởi vì hắn là cao thủ sinh đan cảnh bài danh 76 trên tinh võng, có thể nói là mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn tức giận phát hiện, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không quan tâm tới hắn, bọn họ đang tìm trên quầy hàng. Trần trụi bỏ qua, các ngươi thật lớn mật, đôi mắt Lưu Phương phun ra lửa, người trẻ tuổi vốn khí thịnh, hắn là thiên kiêu đỉnh cấp bài danh trên tinh võng, bình thường đã quen việc được người khác định nọt, hiện tại bị bỏ qua như thế hắn có xúc động muốn ra tay sư đệ chân ngã cảnh vươn tay ngăn cản hắn áp chế lưu phương đồ sư huynh người không nên ngăn ta ta muốn giáo huấn bọn chúng lưu phương tức giận nói ra đừng quên quy củ nơi này chân ngã cảnh lên tiếng hắn tên là đồ dương lưu phương dùng mình cho dù hắn cao ngạo cũng không dám xem lời của thánh nhân như gió bên tai thánh nhân nói tức là pháp hắn oán hận phất phất tay trong nội tâm hạ quyết tâm chỉ cần rời khỏi chợ này hắn nhất định sẽ bắt hai người này lại, sau đó sẽ giáo huấn một phen. Đồ phương dùng thần thức truyền âm nói, chờ bọn chúng mua đồ, cứ nâng giá tranh chấp với chúng. Đôi mắt lưu phương sáng ngời, đây chính là biện pháp buồn nôn tốt nhất. Ha ha, bọn họ đến từ thánh địa, có ai không tài đại khí thô. Đấu với bọn họ, hừ, tiểu hàn tử, là món nào? Đại hắc cầu dùng thần thức truyền âm hỏi, lang hàn đã tìm ra mục tiêu, đó là tượng Phật, nó cao đến một thước hắn dùng thần thức truyền âm nói cho đại hắc cẩu, sau đó nói. Đừng vội, ta thấy hai gia hỏa kia có mục đích không tốt. Đúng, cũng không chọn, dám nhìn chằm chằm vào bờ mông cẩu ra, khẳng định không phải đồ tốt. Đại hắc cẩu gật đầu, sau đó nhếch miệng nói. Ta biết rõ ý nghĩ xấu xa của hai tiểu tử kia, nhất định là nhìn chúng ta mua gì thì chúng sẽ tranh giành, từ đó buồn nôn chúng ta. Loại thủ đoạn như vậy, cẩu ra đã sớm chơi nát rồi. Đến, cẩu ra chơi với bọn chúng chủ quán đổ mồ hôi lạnh hôm nay thật sự gặp phải quái nhân bốn người vây quanh sạp hàng của hắn nhưng không ai lên tiếng các người đang diễn kịch câm sao thứ này bán thế nào đột nhiên đại hắc cầu cầm lấy một cái hương tổ tông người cũng chịu lên tiếng rồi chủ quán thở ra một hơi sắc mặt hắn vẫn cổ quái chẳng phải ngươi biết đây là hàng giả hay sao còn hỏi giá với ta ngươi đang cố ý chơi ta sao nhưng còn có đồ dương và lưu phương ở bên cạnh hắn cũng không thể nói giá quá rẻ một nghìn đạo thạch hắn nói ra đi, ra muốn, đại hắc cầu gật đầu, cũng không trả giá. Chậm, Lưu Phương vội vàng ngăn cản, nói, ta ra một ngàn năm, lấy đồ vật cho ta. Đại hắc cầu xoay đầu lại, nói, cháu trai, cầu ra đã bàn tốt giá cả với chủ quán, ngươi chen miệng vào làm gì. Cháu trai, Lưu Phương nhe răng, trong ánh mắt bắn ra lửa giận đáng sợ, hắn còn không có mất đi lý trí, nơi này không phải nơi đánh nhau. Người trả giá cao được, người không hiểu đạo lý kia sao. Hắn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó hỏi chủ quán, "Ngươi nói có đúng hay không? Nhất định là thế, có ai không muốn tiền nhiều chứ?" Chủ quán vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, người trả giá cao được." Hắn chờ mong nhìn Đại Hắc Cẩu, "Đến, không nên khách khí, thỉnh tăng giá đi." "Tiểu Hàn Tử, ngươi xem thứ này thế nào?" Đại Hắc Cẩu hoàn toàn không để ý đến, hắn chỉ vào thứ khác. Dựa vào chương 4545, lừa người, nguyên tắc của Đại Hắc Cẩu chính là ta chiếm không rẻ người đó cũng đừng muốn chiếm tiện nghi. Cho nên, nó mới không nâng giá giúp chủ quán. Dù sao lưu phương gia này giá đã ăn thiệt thòi, làm nó cảm thấy thoải mái, vậy tại sao còn phải giúp chủ quán thoải mái? Nhìn thấy sức chiến đấu của đại hắc cầu yếu như vậy, lưu phương lập tức có cảm giác như đánh vào không khí, không đánh chúng còn làm mình khó chịu. Lão bản, thứ này bao nhiêu tiền? Đại hắc cầu lại chỉ món đồ đồng, thứ này cổ kính, hiển nhiên đã nhiều tuổi. Thứ này một vạn đạo thạch, chủ quán vội vàng tự cứu, Thứ này hắn chỉ bán 3 ngàn nhưng hắn nhìn ra song phương đang tranh chấp với nhau, cho nên hắn hoàn toàn có thể hung hăng kêu giá. Nha, đại hắc cẩu buông gương đồng xuống. Khốn kiếp, chủ quán ngây người, người có ý gì? Lưu Phương cũng không hiểu, đối phương ra bài kiểu gì thế. Đại hắc cẩu nhếch miệng cười cười, muốn lợi dụng cẩu ra kiếm tiền, người còn non lắm. Nó lại cầm lấy một thanh kiếm, nói, thứ này thế nào, chủ quán cũng hiểu ý của nó, thành thành thật thật nói. Một ngàn năm đạo thạch, Muốn, đại hắc cầu gật đầu. Hai ngàn, Lưu Phương lạnh lùng mở miệng. Đại hắc cầu trực tiếp giao kín cho hắn, sau đó quay đầu nói với chủ quán. Lão bản, ra có tính cách không tốt lắm. Nhớ kỹ, hôm nay kiếm nhiều tiền phải giao cho ra một nửa. Ngươi không thể nói ít được sao. Chủ quán vô cùng xấu hổ, sắc mặt Lưu Phương và đồ dương khó coi, vốn muốn buồn nôn đối phương, nhưng bây giờ lại biến thành mình bị buồn nôn. Gia hỏa này là ai, hắn thật biết hãm hại người mà. Đại Hắc Cẩu lấy ra mấy món đồ, Lưu Phương ban đầu còn tăng giá, về sau hắn nhìn ra là Đại Hắc Cẩu đang đùa dẫn hắn. "Khốn kiếp, ta không thêm giá, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" "A, à, thứ này cũng không muốn." Đại Hắc Cẩu trực tiếp thả đồ trong tay xuống. "Khốn kiếp, như vậy cũng được." Chủ quán sững sờ, Lưu Phương và Đồ Dương cũng sững sờ, tại sao có người không biết xấu hổ như vậy? Cũng đã hỏi giá, đã nói muốn mua, tại sao lại đổi ý? Như thế nào? cầu ra không có trả tiền, người còn muốn cướp hay sao? Đại hắc cầu dùng ánh mắt hung ác nhìn chủ quán, việc buôn bán nên thành thành thật thật, người nói có đúng không? Chủ quán im lặng, nhờ phúc của đại hắc cầu nên hắn kiếm lời không ít, kỳ thật hắn cảm kích với đại hắc cầu nhưng lại cảm thấy không tự nhiên. Lúc này, đại hắc cầu mới cầm lấy tượng Phật, hắn nhìn Lưu Phương rồi mới nói. Lão bản, thứ này bao nhiêu tiền? Ô, người hỏi giá thì hỏi giá, nhìn chằm chằm vào ta làm gì vậy? Xem ta coi tiền như rác sao?" Khóe miệng Lưu Phương co giật, hắn muốn đánh người, hơn nữa lúc trước hắn đã khó chịu với Lăng Hàn, muốn dạy dỗ đối phương một phen, hiện tại hắn thật tâm muốn giết đại hắc cẩu. "Khốn kiếp, quá đáng giận." "500 đạo thạch." Chủ quán nói ra. "Mua." Đại hắc cẩu nói ra, sau đó cũng không trả tiền, sau đó nó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lưu Phương. "Ngươi, ngươi, ngươi, quá mức rồi." Lưu Phương quay đầu đi chỗ khác, hắn cho rằng nhìn đại hắc cẩu thêm vài lần thì mình không khống chế được. Ừ, tiền đây, đại hắc cầu trực tiếp ném ra 500 đạo thạch, sau đó ôm tượng Phật vào trong ngực, khi đó không ai đoạt được. Ồ, tại sao ngươi không buông xuống? Lưu Phương và Đồ Dương đều sững sờ, nhưng bọn họ cũng là người thông minh, nếu không làm sao tu hành tới cảnh giới cao như vậy. Thậm chí chen vào tinh võng top 100, hỏng bét, mắc lừa, mục tiêu của người ta là tượng Phật, trước kia chỉ vì di chuyển lực chú ý của mình, sau đó thừa cơ ra tay. Ngoá, 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 Đồ Dương cũng tức giận, hai sinh đan cảnh nho nhỏ dám trêu chọc mình. Hắn là ai? Đạo tử thanh tuyết thánh địa, chân ngã cảnh bài danh 54 tinh võng. Đại hắc cầu cười ha ha, nó ném tượng Phật xuống đất, tượng Phật nứt ra. Sắc mặt chủ quán tái nhợt, vội vàng nói. Việc này không liên quan tới ta, là chính ngươi không cẩn thận đập hư. Không đúng, này không phải không cẩn thận, rõ ràng là cố ý. Hắn ngây người, người dùng 500 đạo thạch mua lại, đảo mắt đã nện hỏng, người bị điên sao lão bản pháp khí của ngươi thật kém vừa rơi đã vỡ như vậy làm sao dùng đánh nhau đại hắc cầu cười nói sau đó nó dùng sức gõ tượng phật tượng đá vỡ nát toàn bộ tượng đá vỡ nát nhưng quỷ dị là ở trung tâm còn có tượng đất đại hắc cầu vui vẻ đây nhất định là thứ lăng hàn nói ô tại sao còn có tượng đất nó làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi thăm giả vờ cho dù là đồ dương lưu phương và chủ quán tất cả đều nhìn rõ ràng đại hắc cầu diễn quá giả không có một chút kinh ngạc nào hơn nữa còn cười rất vui vẻ ngươi dám đùa giỡn ta lưu phương trầm giọng nói ra hiện tại hắn đã biết rõ đại hát cầu sớm biết trong tượng phật có thứ gì đó lại còn hại hắn mua một đống thứ không cần thiết đáng giận ghê tởm hết sức hơn nữa tuy tượng phật là hàng giả rơi xuống đất là vỡ nhưng nếu như nói dùng hàng giả che giấu hàng giả khác có ai nói nổi không cho nên tượng đất này chính là đồ thật phát hiện điểm này ngay cả chủ quán cũng khiếp sợ Hắn phát hiện trong quán có tượng Phật, dùng nhãn lực của chuyên gia làm giả như hắn lập tức phát hiện tượng Phật đã nhiều năm, nhưng tuyệt đối không phải là bảo vật gì. Hắn cố ý giả tạo một ít đường vân lên đó, khi đó mới có thể bán với giá cao, ai ngờ hắn mới là người nhìn lầm, thì ra trong tượng Phật còn có tượng đất. "Ta, ta không bán." Hắn nói ra, hắn bắt đầu chơi chiêu vô lại. "Được, đại hắc cầu đá mảnh vỡ tượng Phật trên mặt đất cho hắn, nói: "500 đạo thạch, ách, chủ quán im lặng, mình đã đủ vô lại." không nghĩ tới còn gặp kẻ vô sỉ hơn. Lăng Hàn cười cười, hắn nói với Đồ Dương và Lưu Phương. Hai vị, cáo từ, Lưu Phương không nói gì, hắn siết chặt nắm đấm, hắn thề, nhất định phải tiêu diệt hai người Lăng Hàn, nhất là ra hỏa vô sỉ làm hắn tiêu hết một vạn đạo thạch. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không tiếp tục đi dạo, bọn họ muốn xem tượng đất này dùng làm gì. Bọn họ rời khỏi phiên chợ, nhưng vẫn chưa đi bao xa đã thấy Lưu Phương ngăn cản trước mặt, ngăn cản đường bọn họ đi, mà Đồ Dương đã cắt đường lui của bọn họ, hắn khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt xem thường. Đúng thế, hắn chẳng những là chân ngã cảnh, hơn nữa còn là chân ngã cảnh đại viên mãn, hoàn toàn không cần đặt lang hàn và đại hắc cẩu vào mắt. chương 4546, tượng đất, hư, còn muốn chạy trốn. Lưu Phương nói ra, lang hàn cười cười, như thế nào, các người còn muốn giết người đoạt bảo. Đúng thì như thế nào, Lưu Phương nói, tại đây cũng không phải phiên chợ trong phiên chợ bọn họ không dám động thủ, không ai dám xem lời của thánh nhân như gió bên tai, nhưng không có ai quy định không thể động thủ tại nơi này. Một sinh đan cộng thêm một chân ngã cảnh, hơn nữa còn là chân ngã cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ hắn không thể chấn áp hai tên sinh đan cảnh hay sao? Hư, không cần đồ dương ra tay, một mình hắn đã đủ hoàn thành. Hai người các người muốn chết như thế nào? Lưu Phương hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, cũng bởi vì một chút xung đột, các người muốn giết người. Hai tên cặn bã, giết thì như thế nào? Lưu Phương cao ngạo nói ra, hắn không thèm quan tâm. Lang Hàn nhoẻn miệng cười nói, ta nhớ kỹ ngươi, Lưu Phương cười lạnh, nhớ kỹ thì như thế nào, ngươi còn muốn lật người hay sao? Đi, Lang Hàn nói ra, hắn vung tay lên, hắn và đại hắc cẩu biến mất trong hư không. Ồ, người đâu, Đồ Dương cũng sướng sờ, đừng nhìn hắn như đang ngủ, kỳ thật đã thuyên chuyển lực lượng quy tắc phong tỏa nơi này, sinh đan cảnh không có khả năng thoát đi. Đây là chuyện gì, độn hành phù, Lưu Phương nhìn qua, Đồ Dương nhíu mày, có thể dùng độn hành phù rất cao cấp, bối cảnh không tầm thường. Lưu Phương do dự, sau đó cao ngạo nói, nhiều lắm chỉ tương đương chúng ta, cũng đến từ thánh địa. Hiển nhiên bọn họ không đánh lại chúng ta nên mới chạy trốn, sau khi chân Long Uyên mở ra, ta sẽ bóp chết bọn chúng. Đồ Dương suy nghĩ một lúc và gật đầu thừa nhận, Lưu Phương bài danh trong top 100 tinh võng, không có bao nhiêu người mạnh hơn hắn trong cùng cảnh giới, trong đó không có hai người vừa rồi. Xa xa, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu hiện thân, vừa rồi là Lăng Hàn lợi dụng địa mạch rời đi. Nhiều ngày trôi qua, chẳng lẽ Lăng Hàn không có nắm giữ địa mạch hay sao? Dù sao nơi này từng là tinh cầu lớn, thậm chí còn sinh ra chân long, cho dù bị đánh nát cũng bảo tồn một ít địa mạch, địa khí chỉ bị suy yếu mà thôi. Hai tên tạp chủng kia muốn giết cầu ra, Đại Hắc Cầu thở phì phì, nói, chờ chân long uyên mở ra, chúng ta phải đánh tên ra hỏa lưu phương kia. Tốt, Lăng Hàn mỉm cười rốt cuộc tượng đất là cái quỷ gì? Đại hắc cầu cầm lấy tượng đất, nó nhìn nhưng không cho rằng đây là bảo vật, lại không thấy đường vân gì trong đó, cũng không tỏa ra áp lực kinh người. Nó rót bí lực vào nhưng tượng đất không hề biến hóa, không sáng lên như pháp khí, nó rót niệm lực vào nhưng không có biến hóa. Ồ, nó dùng thế nào? Đại hắc cầu ảo não, nó ném tượng đất xuống đất nhưng không có gì xảy ra. Lang Hàn ung dung nói, có lẽ đồ chơi này rất bất phàm, người nghĩ phàm phẩm có thể chịu nổi ngươi dày vò như vậy sao? Đúng vậy, đại hắc cầu cầm lấy tượng đất, nhưng nó trái nghiên cứu phải nghiên cứu lại không phát hiện có gì khác thường. Nó nhìn về phía Lăng Hàn, nói, ngươi nói cái đồ chơi này có phải dùng cho tiểu hài tử chơi hay không? Nó kích thích cánh tay phải của tượng đất, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, chân phải của nó run run. Ngoá, xảy ra chuyện gì? Đại hắc cầu kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cầu ra phát hiện chơi tượng đất này thế nào rồi? Nó lại đi sờ chút, chỉ cần động tượng đất thì tứ chi của nó sẽ nhúc nhích sau khi chơi một lúc đại hắc cầu tức giận nó ném tượng đất xuống đất lần nữa lừa bố mày tượng đất chỉ có thể dày vò chính mình chẳng phải hãm hại mình khi chiến đấu hay sao là vương bát đản nào làm ra đồ chơi này rỗi rãnh sao động não một chút sẽ phát hiện không đúng làm thế chẳng phải tự tạo nghiệt hay sao lăng hàn cầm lấy tượng đất hắn nhẹ nhàng động cánh tay phải tượng đất quả nhiên cánh tay phải của chính mình nâng lên hắn lại nhìn đại hắc cầu dùng thần ý tập trung sau đó lại động cánh tay phải của tượng đất ba đại hắc cầu dùng móng vuốt tát vào mặt mình uông đại hắc cầu nhảy lên cái quỷ gì thế tại sao nó lại tự tát mình tiểu hàn tử có phải ngươi làm trò quỷ hay không nó lập tức nhìn về phía lang hàn dù sao vừa mới chơi đùa tượng đất căn bản không cách nào đối kháng loại lực lượng này không đúng đây không phải là lực lượng mà là một loại quy tắc nó ép chính mình phải làm như thế Lăng Hàn cười ha ha, hắn động tượng đất vài cái, đại hắc cầu bắt đầu nhảy múa. Uông uông uông, mau dừng lại, tiểu hàn tử, cầu ra liều mạng với ngươi. Cuối cùng Lăng Hàn vẫn dừng lại, hắn chia sẻ tâm đắc sử dụng tượng đất với đại hắc cầu. Nếu như chỉ là đi sờ chút tượng đất lời nói, vậy đối với ứng tựu là mình, cũng sẽ cùng theo hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng là, nếu như trước dùng thần thức tập trung người nào đó, lại động tượng đất lời nói, chính là người hội như tượng đất động. A à hát hát, thư tốt a. À đại hát cầu lập tức hưng phấn lang hàn cũng gật đầu này trong chiến đấu nếu cũng đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng còn đánh cái rắm thứ này chắc chắn có hạn chế cảnh giới cao nhất hắn nghiêm túc nói ra đi xem một chút chúng ta nhanh đi thí nghiệm đại hát cầu hưng phấn nói ra nó chính là kẻ chuyên hại người tượng đất này biến thành bảo bối hại người tốt nhất một người một chó lại đi phiên chợ nơi này nhiều người cũng dễ thí nghiệm bọn họ đã mò ra không ít công dụng của tượng đất nhưng là có rất nhiều người không may bọn họ đột nhiên khoa chân múa tay vui sướng giống như bị bệnh điên trên lý luận tác dụng của tượng đất không có cảnh giới cao nhất nhưng trên chân ngã cảnh lại không thể dùng thần thức tập trung tranh lệch cảnh giới quá lớn tuy có thể thông qua tượng đất điều khiển đối phương nhưng cũng không thể tự ý làm những việc quá nguy hại với đối phương ví dụ như một quyền đánh nát đầu của mình cùng một thời gian chỉ có thể nhằm vào một người lang hàn và đại hắc cầu tổng kết kinh nghiệm tuy tượng đất cũng không phải lợi khí giết địch nhưng chỉ việc điều khiển hành vi của đối phương cũng đã trâu bỏ tới cực điểm. Cẩu gia rất muốn biết là ai làm ra, đại hát cẩu tràn ngập ước mơ, quá hợp khẩu vì cẩu gia. Lăng Hàn cười nói, đó là cùng một ruột, Cút, nữ hoàng và hổ nữ cũng chạy đi dạo phố, ở điểm này, chỉ cần là nữ nhân đều không ngoại lệ. Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, Lăng Hàn và đại hát cẩu quyết định đi ra ngoài dạo, nói không chừng có có thể tìm được thứ tốt như tượng đất. Bọn họ xuất phát lần nữa, lần nữa tiến vào phiên chợ lúc trước. Tỷ phu, một giọng nói êm tai vang lên, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không để ý đến, hiển nhiên không phải gọi bọn họ. Tỷ phu, không nghĩ tới giọng nói lại vang lên, hơn nữa cách bọn họ rất gần. Tiểu Hàn Tử, giống như đang gọi ngươi, Đại Hắc Cẩu nói ra, nói đùa gì vậy, chúng ta bây giờ đã ngụy trang, tại sao lại có em vợ xuất hiện? Lăng Hàn lắc đầu, hắn quay đầu lại, hắn không dám tin vào mắt mình. Bởi vì em vợ này chính là Trì Mộng San mươi 4547, Thích Biểu Hiện. Là tiểu quỷ lớn trước tuổi, đương nhiên Lăng Hàn nhớ rõ ràng, hắn hiện tại cũng không phải là Lăng Hàn, cũng không phải Đinh Nhất, cho nên hắn không biết nha đầu kia. Tỷ phu, không nghĩ tới chỉ mộng san lại đi tới trước mặt Lăng Hàn, nàng chắp tay sau lưng và lắc đầu nói. Tỷ phu, người hóa trang quá kém, tiểu nha đầu, người nhận lầm người đúng không? Lăng Hàn cười nói, Lăng Hàn, Đinh Nhất, chỉ mộng san nắm chặt ngón tay sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Tỷ phu, người bây giờ lại gọi là gì? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn sang đại hắc cẩu, mà đại hắc cẩu cũng ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này thật sự nhìn thấu ngụy trang của bọn họ. Trời ơi, phải biết rằng cho dù là tôn giả nếu không cố ý chú ý cũng bị ngụy trang của bọn họ lừa gạt. Ánh mắt nha đầu này là thế nào? Hi hi, muốn giấu giếm được con mắt của trì mộng Santa, đây là việc không thể nào. Tiểu nha đầu dương dương đắc ý, nói. Đúng rồi tỷ phu, ta tỷ sẽ cử hành tiệc tối vào ba ngày sau, người nhất định phải tới. Hừ hừ, nếu ngươi dám không tới, ta sẽ công khai thân phận của ngươi. Lăng Hàn im lặng, tuy hắn gặp mặt nàng một lần, tiểu cô nương lại gọi hắn là tỷ phân, gọi rất thân thiết, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Lại nghĩ tới có người biết rõ, có lẽ sẽ có vô số người đứng xếp hàng đánh hắn. Đó là Mỹ nữ bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng, người còn ghét bỏ. Cứ như vậy đi, tỷ phu gặp lại. Tiểu cô nương tóc bạc chạy đi, nàng chạy rất nhanh và biến mất không thấy đâu nữa. Thật khó hiểu, đại hắc cầu kinh ngạc, nó với với lăng hàn, tiểu hàn tử, người ngủ với tỷ tỷ của nàng lúc nào thế. Cút, ít nói hưu nói vượn, bên kia, tiểu nha đầu rất đắc ý. Chỉ mộng hàm ơi, chỉ mộng hàm, ta phải nhanh chóng gả ngươi đi thật sớm, tránh ngươi quản ta, một hồi bảo ta luyện công, một hồi bảo ta tính tỏa, còn phiền hơn cả mẫu thân. Chỉ cần gả ngươi đi, ta chính là đế nữ. Ha ha, đến lúc đó chỉ đông chỉ tây, ai cũng phải nghe ta, vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ. Cho nên, tỷ phu ngươi nhất định phải không chịu thua kém, phải biểu hiện thật tốt vào ba ngày sau. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi vài vòng trong phiên chợ, nhưng cơ hội sửa mái nhà rột ít đến thương cảm, làm sao có thể tùy tiện là nhặt được. Cho nên, lúc này bọn họ không công mà lui. Sau khi trở về, nữ hoàng và hổ nữ cũng trở về, nữ hoàng cao ngạo, lời nói không nhiều lắm, hổ nữ thì líu díu, nói xong hôm nay các nàng gặp được chuyện gì, vừa nói vừa cười khanh khách đại hắc cẩu e sợ thiên hạ không loạn liền tranh thủ nói chuyện bọn họ gặp được tiểu nha đầu tóc bạc sau đó chờ mong cuộc chiến bộc phát quả nhiên hổ nữ lộ ra răng nanh vuốt vuốt tay áo dám đoạt lăng hàn của nữ nữ muốn đi giết nàng nữ hoàng cao ngạo nàng thấy lăng hàn là nam nhân tốt nhất thế gian bất kỳ nữ nhân nào ưa thích cũng là chuyện rất bình thường nàng nói nếu là đế nữ cũng có chút tác dụng cưới về đi ta té Lăng Hàn sặc nước bọt, một người tính tình hài tử muốn độc chiếm hắn, một người vô cùng cao ngạo nhưng suy nghĩ vì hắn, nhưng nên nghĩ tốt hơn một chút được không? Thu đế nữ, ha ha, không nói hắn có suy nghĩ này hay không, mấu chốt là, cho dù hắn muốn nhận nhưng người ta muốn gả sao? Hơn nữa, đế nữ thờ chung phu quân với người khác, đế tộc sẽ cho phép hay sao? Đế tộc không cần sĩ diện, nhưng bất kể nói thế nào, Lăng Hàn nghe khuyên bảo của nữ hoàng và đại hắc cẩu, hắn quyết định đi tham gia tiệc tối kia. Không đi, không biết chỉ mộng san sẽ làm ra chuyện gì, tiểu nha đầu này có thể khám phá diễn hồn thuật, chẳng lẽ là huyết mạch đại đế của nàng đột nhiên thức tỉnh. Vài ngày kế tiếp bình an vô sự, hổ nữ cũng muốn đi tham gia náo nhiệt nhưng lại bị nữ hoàng cản lại, lần này đi cua đế nữ, chẳng lẽ còn dẫn hổ nữ đi quấy rối sao? Lăng Hàn an ủi hổ nữ, hắn tuyệt đối không thích chỉ mộng hàm, hắn không muốn lộ thân phận nên phải đi tham gia. Sau khi hống hổ nữ xong, Lăng Hàn xuất phát, đại hắc cẩu không muốn bỏ qua cơ hội này, nó mày dạn mặt dày đi cùng. Chỉ ra là đế tộc, cho nên bọn họ phô trương rất lớn, cũng xây dựng một khu vực tạm thời rất lớn trên thiên long tinh, bọn họ dùng làm nơi ở lại, cho nên dùng đại pháp lực kiến tạo trong thời gian ngắn. Nơi này ban công đình tạ, có thác nước xuất hiện trên bầu trời, chung quanh còn có hồ lớn, có đạo tác đan vào nhau, có cây xanh dâm mát, nơi này tràn ngập sinh cơ. Châu bò, có thể cải tạo nơi hoang vu thành một phúc địa. Đáng tiếc là, đây chỉ là thỉnh cảnh nhất thời, chờ đông lâm đế tộc rời đi, không có cường giả suất lực giữ gìn, thác nước sẽ biến mất, hồ nước sẽ khô cạn, cây xanh cũng tàn lụi. Hai vị cũng đi dự tiệc sao, vẫn chưa đi đến nơi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua bọn họ và dừng lại, sau đó một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ. Đây là một tuổi trẻ người, tướng mạo xem như anh Tuấn. Lang Hàn cười cười, đúng vậy, muốn đi tham gia náo nhiệt, đến đến, ta mang các người đi một đoạn, người trẻ tuổi kia thập phần nhiệt tình, tự mình mở cửa xe đón Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu. Ồ, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu nhìn nhau, bọn họ cũng không có bạo lộ thân phận, tại sao tìm được quy cách xứng đáng. Tại Hạ Triệu Khôn, người trẻ tuổi kia nói ra, hắn giới thiệu như quen biết từ lâu. Hai vị có thư mời không? Cái gì thư mời? Lăng Hàn lắc đầu, không có, hắn sẽ bị nhà đầu chỉ mộng san kia hãm hại sao? Hai vị không nên thất vọng. Triệu Khôn lắc đầu, nói, đế tộc tổ chức tiệc tối, cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia, hoặc là có thư mời, hoặc phải qua ba cửa ải. Qua ba cửa ải, Đại Hắc Cầu hỏi, chính là Đông Lâm Đế tộc thiết hạ mấy khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua là có tư cách tham gia yến hội. Triệu Khôn nói ra, sau đó lắc đầu, nói, ta khuyên các người chết phần này tâm, căn bản là không thể thông qua. Như vậy người có thư mời, Đại Hắc Cầu hỏi, nó động ý niệm ăn cướp trong đầu. Ta không có, Triệu Khôn nói, ô, người không sợ bị đánh chết sao? Triệu Khôn cười cười, mặc dù ta không có thư mời, nhưng ta có một vị thân tộc bà con xa là đạo tử của Thanh Tuyết Thánh Địa, hắn có thể dẫn ta đi vào. Dứt lời, hắn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, lang Hàn và Đại Hắc Cầu xem như hiểu ra, khó trách thằng này lại nhiệt tình như thế, căn bản cũng không phải là hiếu khách, mà là thằng này thích biểu hiện, cố ý kéo hai người lên xe ngựa sau đó khoe khoang, lại nói ra hậu trường của mình. Ta có thể đi vào, các người không được, các người mau hâm mộ ta đi, chương 4548, Huyễn Vũ, Lang Hàn và Đại Hắc Cầu nhìn thấy rất nhiều người nhưng thích biểu hiện như triệu khôn lại là độc nhất vô nhị. Đại Hắc Cầu lén lút lấy tượng đất ra, sau đó bắt đầu làm mấy chuyện xấu. Ồ, triệu khôn kêu lên, người không tự chủ đứng lên sau đó lắc lư cái mông. Không phải ta, ta không làm thế, hắn vội vàng nói, hắn giải thích với Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, hắn không phải người có yêu thích kỳ lạ như thế, nhưng thân thể của hắn đang vặn vẹo và nhảy múa đại hắc cầu sợ hãi người có ý gì người muốn đẩy cầu ra sao triệu khôn rất bất lực hắn không thể giải thích lại không có người bước bách chính mình nhưng hắn lại tự động nhảy múa giống như trong thiên địa có một loại quy tắc nào đó bảo hắn phải làm như vậy hắn muốn khóc nếu vấn đề này truyền ra ngoài hắn còn có mặt mũi nào làm người đại hắc cầu nói nếu triệu huynh hào hứng cao như vậy đến ra sẽ truyền hình ảnh trực tiếp lên tinh võng không triệu khôn vội vàng nói mắt thấy đại hắc cầu sắp truyền hình ảnh của mình lên tinh võng, hắn vỗ mạnh vào người mình, bành, thân thể hắn bay ra khỏi xe. Biến cố quá đột ngột, chiếc xe dừng lại, Sa Phu kinh hãi. Các ngươi làm gì thiếu chủ? Lăng Hàn và đại hắc cầu nhìn nhau, bọn họ nhún vai giả vờ thành người vô tội. Không liên quan đến bọn họ, Triệu Khôn nói vọng về, hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân nhảy múa liên tục, tên Sa Phu đổ mồ hôi lạnh, thiếu chủ chúng ta hay sao? Lăng Hàn nhìn sang đại hắc cầu, truyền âm nói. Đủ rồi, lúc này đại hắc cẩu mới chưa thỏa mãn thu hồi tượng đất, nó còn chưa chơi chán. Nhưng không sao, trên tiệc tối khẳng định có rất nhiều người có hứng chơi với nó. Triệu khôn đi trở lại, hắn chào Lăng Hàn và đại hắc cẩu, nói. Chuyện hôm nay, kính xin hai vị giữ bí mật thay ta. Yên tâm, đại hắc cẩu vỗ ngực, nói. Miệng ra nghiêm lắm, người xem, ra chưa bao giờ nói nhiều, ta sẽ không nói đến nữ đông lâm đế tộc ưa thích Lăng Hàn nha. Triệu khôn đổ mồ hôi lạnh, kẻ này lắm miệng như thế, hắn làm sao yên tâm? Lang Hàn cười cười, hắn chỉ nói đùa thôi, không có việc gì. Triệu Khôn thở ra một hơi, Lang Hàn còn đáng tin hơn Đại Hắc Cầu nhiều lắm. Xe ngựa đi thêm một hồi, lúc này đi vào địa bàn của Đông Lâm Đế Tộc. Tuy được xây dựng tạm thời nhưng ai dám không đặt Đế Tộc vào mắt? Đỗ xe, lúc này có người từ trên cao đáp xuống, đó là nam tử trung niên Tu Vi sinh đan cảnh. Chờ xe ngựa dừng lại, hắn nói: Giao thư mời ra đây. Triệu Khôn vội vàng đi tới, ôm quyền nói. Vị đại nhân này, tại hạ Triệu Khôn, tại hạ có vị tộc huynh, tên. Thư mời, nam tử trung niên kia trầm giọng nói ra, hắn cắt lời Triệu Khôn. Không có thư mời, lập tức thối lui. Triệu Khôn vội vàng bảo Sa Phu cho xe lui về phía sau, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, cười nói. Yên tâm, yên tâm, ta đã liên hệ với tộc huynh, mời hắn ra mặt, nói không chừng các ngươi cũng có thể đi vào. Nhìn ve mặt đắc chí của hắn, hận không thể lập tức bay lên trời. Lang Hàn và Đại Hắc Cẩu đều cười cười, người tiếp tục biểu hiện đi. Triệu Khôn mở liên tiếp khí ra, hắn nói chuyện với tộc huynh của mình, đây là cấp bậc thần thức, không cần nói chuyện. Nhưng Lang Hàn và Đại Hắc Cẩu thấy rõ ràng, sắc mặt ra hỏa này khó coi như sắp chảy thành nước. Không cần phải nói cũng biết đã có chuyện xảy ra, hiển nhiên thằng này không vào được. Qua một lúc, đột nhiên sắc mặt triệu khôn vui mừng, sau đó hắn cắt đứt liên tiếp khí. Tộc huynh của ta sẽ tới nhanh thôi hắn nói ra, bà con xa, đại hắc cầu bổ sung nói, lúc này sắc mặt triệu khôn tối sầm, khốn kiếp, không cần ngươi bổ sung rõ ràng như vậy. Qua một hồi, một bóng người từ xa bay tới, sau đó đứng bên cạnh xe ngựa. Ồ, Lăng Hàn và đại hắc cầu nhìn xem, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá trùng hợp, Lưu Phương, bà con xa của Triệu Khôn lại là Lưu Phương, tộc huynh, Triệu Khôn vội vàng ninh đón, vẻ mặt tươi cười. Lưu Phương không có chú ý tới Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, hắn mắt cao hơn đầu, hắn cần gì quan tâm hai tên vô danh tiểu tốt. Đi theo ta, Lưu Phương nói ra, tộc huynh, ta còn có hai vị bằng hiếu, có thể dẫn hắn đi cùng hay không? Triệu Khôn cũng rất phong độ, đương nhiên cũng có thể là tật xấu thích biểu hiện phát tác, muốn mang Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi vào, sau đó thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ. Ân, nhất định là thích biểu hiện, Lưu Phương cao mày, hắn cũng chỉ là đệ tử thánh địa, tuy bài danh tinh võ huyền hách, nhưng đối với đế tộc mà nói lại không đủ nhìn, xem mặt mũi bà con xa hắn mặt dạn mày dày đi cầu người lúc này mới đạt được một danh ngạch có thể mang triệu khôn đi vào nhưng ngươi thật cho rằng đế tộc là nhà hắn sao muốn tiện thể dẫn bao nhiêu người thì dẫn bao nhiêu người câm miệng hắn trách mắng sau đó hắn mới nhìn sang lăng hàn và đại hắc cẩu hắn muốn xem hai tên vô liêm xỉ kia là ai là các ngươi ánh mắt đảo qua hắn giật mình có vui không đại hắc cẩu khoát tay nói có ngoài ý muốn không tộc huynh người biết bọn họ Triệu Khôn đi tới, hắn cẩn thận hỏi thăm, trong mắt hắn Lưu Phương giống như thần linh, tinh võng bài danh top 100, càng bị Thánh Địa Thu làm đệ tử, hắn rất trâu bỏ đấy. Lưu Phương cười lạnh, căn bản không để ý tới Triệu Khôn, thản nhiên nói. Các người cũng muốn đi vào, ha ha, thật sự buồn cười, hai tên nhà quê không biết tới từ đâu. Nơi này chính là địa bàn của Đông Lâm đế tộc, cho nên hắn không có ra tay, bằng không chính là không cho đế tộc mặt mũi, hắn không dám chọc vào sai lầm như vậy dù sao hắn đã quyết định, chờ chân Long Uyên mở ra, hắn sẽ giết hai người này bên trong. Chỉ chờ thêm vài ngày, hắn không vội, ai, cần gì làm ra cảm giác yêu Việt chứ, cũng không sợ bị vẽ mặt. Đại hắc cầu lắc đầu, ba, đúng lúc này có một tiếng tát tai giòn tan vang lên, Lưu Phương bị tát liên tục, mà người tát hắn chính là bản thân hắn. Tộc, tộc huynh, triệu khôn kinh hô, sau đó hoảng sợ nhìn đại hắc cầu, ra hỏa này có mỏ quả đen sao. Lưu Phương cũng ngây người, Hắn mở mịt nhìn tay phải của bản thân, vừa rồi không biết tại sao, tay phải không bị khống chế tát vào mặt mình, không hề dấu hiệu giống như mình bị điên. Nhưng kế tiếp còn xảy ra chuyện khó tin hơn, hắn lại duỗi tay đặt vào giữa hai chân Triệu Khôn, thậm chí hắn còn bóp nhẹ một cái. Lần này tên nam tử trung niên sinh đan cảnh của Đông Lâm đế tộc té từ không trung xuống đất. Khốn kiếp, cay mắt quá, ta sắp nôn rồi. Chương 4549, Lưu Phương không may. Triệu Khôn ngây người, tình huống như thế nào? Tại sao lại bóp hắn? Hơn nữa nếu là mỹ nữ thì thôi, hơn nữa còn bóp trước mặt nhiều người, khi đó hắn nhiều lắm chỉ thẹn thùng mà thôi. Nhưng bây giờ lại là nam nhân, là nam nhân, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn không còn trong sạch. Trời ạ, à, không phải mỹ nữ, chỉ cần là nữ nhân thì tốt rồi, tại sao là một nam nhân hứ? Lưu Phương cũng khiếp sợ không nói nên lời, hắn thề, hắn vô cùng bình thường nhưng đột nhiên ma xui quỷ khiến lại bóp hàng của nam nhân, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh buồn nôn, rốt cuộc sinh đan cảnh đông lâm đế tộc cũng giống lên, quá cay mắt. "Không không không, đây là hiểu lầm." Lưu Phương vội vàng nói, hắn thực sự rất oan, nhưng hắn vừa dứt lời thì vươn tay đặt lên mông của Triệu Khôn. "Này, vô sỉ, không biết xấu hổ, tên sinh đan cảnh đỏ mặt, quát, các ngươi đều cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi." "Không phải, thực không phải như vậy." Lưu Phương sợ hãi xanh mặt, tiệc tối lần này là cơ hội của hắn. Hắn có thể quen biết người thánh địa thậm chí là người đế tộc, vừa vặn mở rộng vòng bằng hữu. Nếu như bị đuổi ra khỏi tiệc tối, người khác sẽ hỏi tại sao lại như vậy, bởi vì sờ hàng và mông của nam nhân khác mà bị đuổi đi, hắn còn mặt mũi làm người hay sao? Nếu ngày sau thực thành thánh nhân, hắn có thể bị người ta gọi là thánh nhân sờ hàng hay không? Khi đó hắn có thể lưu danh muôn đời. Hắn nhìn về phía Triệu Khôn, không nghĩ tới Triệu Khôn liên tục lui về phía sau, cũng bảo trì khoảng cách với hắn, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Triệu Khôn, ngay cả ngươi cũng không tin ta. Hắn tức giận nói, Triệu Khôn cười cười xấu hổ, hắn lại không chịu tới gần. Ngươi bảo ta tin ngươi thế nào, đầu tiên là bóc hàng của ta, sau đó còn sờ mông ta. Đại hắc cầu cười rất lớn, làm người khởi sướng, nó vô cùng thoải mái, đáng tiếc niềm vui như vậy chỉ có thể chia sẻ với Lăng Hàn, bằng không nó sẽ vui hơn. Lăng Hàn cũng lắc đầu, tượng đất này rất hữu dụng, uy lực còn đáng sợ hơn giết người, đương nhiên, cũng chỉ có kẻ đê tiện như đại hắc cẩu mới dùng ám chiêu như thế lần này lưu phương bị hại khổ sở không nên đứng ở nơi này nhanh chóng rời đi sinh đan cảnh đông lâm đế tộc bắt đầu đuổi người hắn thực sự không muốn nhìn thấy lưu phương hắn cảm thấy rất buồn nôn đương nhiên lưu phương không muốn nhưng khua môi múa mép cũng vô dụng tượng đất ra tay hai lần đã hủy diệt hình tượng của hắn ha 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 đại hắc cẩu cười vui vẻ ngươi cười cái gì lưu phương nhìn qua hắn tức giận và tìm mục tiêu phát tiết Bá đạo như vậy làm gì, ra không sờ hàng và mông nam nhân. Đại hắc cẩu nói, con em ngươi, còn dám nói. Lưu Phương muốn giết người, nhưng hắn vẫn còn lý trí, đây chính là địa bàn của Đông Lâm đế tộc, giết người ở nơi này không khác gì không cho Đông Lâm đế tộc mặt mũi. Hắn không sợ Trung Nam tự nhiên, thực lực của đối phương không bằng hắn, nhưng hắn sẽ đắc tội với một đế tộc, ngày sau thiên hạ còn nơi cho hắn dung thân sao. Hắn cũng cười lạnh, nói, nói hay giống như các ngươi có tư cách đi vào không bằng đại hát cầu ngạo nghễ nói tiểu hàn tử chúng ta xông ba cửa đi ha ha lưu phương cười lạnh hắn biết rõ đông lâm đế tộc bố trí ba cửa khảo nghiệm là gì hắn cho rằng không thể xông qua bởi vì độ khó rất cao có đi chỉ tự rước lấy nhục nếu các ngươi xông qua ba cửa ta sẽ cắt đầu cho các ngươi làm bóng đại hát cầu nhìn về phía lăng hàn tiểu hàn tử tên biến thái này xem thường chúng ta ai chúng ta đã luân lạc tới mức bị một tên biến thái xem thường rồi sao Lăng Hàn rất phối hợp lắc đầu, các ngươi, Lưu Phương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn nói thầm, chỉ cần hai người này đi chân Long Uyên, hắn nhất định sẽ tìm được bọn họ, giết chết bọn họ. Hắn không nói ra, hắn sợ Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu sợ hãi không dám đi chân Long Uyên. Vị nhân huynh này, mang bọn ta đi sông ba cửa ải đi. Lăng Hàn nói ra, sinh đan cảnh Đông Lâm đế tộc thông qua quan sát lâu như vậy, cũng biết Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không phải một bọn với Lưu Phương, việc này làm hắn thở ra một hơi, bằng không nghĩ tới hai tên nam nhân vươn ma trưởng vuốt ve lẫn nhau, hắn cảm thấy rất buồn nôn. Tốt, hắn gật đầu, vừa định mang Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi đi tới ba cửa ải, hắn lại sững sờ, sau đó hỏi Lăng Hàn. Xin hỏi các hạ gọi là Lăng Hàn hay là Đinh Nhất? Đúng vậy, thiên hạ đệ nhị soái ca Đinh Nhất, ra là thiên hạ đệ nhất soái ca Đinh Nhị. Đại Hắc Cẩu cướp lời nói, tên sinh đan cảnh gật đầu, sau đó nói, mời hai vị chờ một chút, ô, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Phương sững sờ, tại sao không xông ba cửa? Chẳng lẽ người muốn bao che người này, cho phép hai người tham gia tiệc tối? Làm như thế quá hiển nhiên. Ồ, vừa rồi người nọ nói cái gì, Lăng Hàn. Lăng Hàn bắc thiên vực sao? Không đúng, tướng mạo khác biệt quá lớn. Tỷ phu, một giọng nói dễ nghe vang lên, chỉ thấy tiểu cô nương tóc bạc túm váy chạy tới, tốc độ nhanh kinh người. Giọng nói dùng thần thức chấn động truyền tới, tốc độ âm thanh truyền tới không nhanh như vậy. Chỉ mộng san, Sinh đàn cảnh nghe được hai chữ tỷ phu, hắn sợ tới mức ngã xuống đất. Tỷ phu, vị tiểu công chúa này chỉ có một thân tỷ, đó chính là đế nữ đông lâm đế tộc, chỉ mộng hàm chính là người có thiên phú cao nhất trong trăm vạn năm qua, tương lai chẳng những có cơ hội trở thành thánh nhân, thậm chí còn có tư cách trùng kích đế vị. Đế nữ lập gia đình, trời à, đương nhiên lưu Phương cũng nhận ra chỉ mộng san, đây chính là tiểu công chúa của đông lâm đế tộc, thân muội muội của đế nữ chỉ mộng hàm, khách quý tới đây hôm nay, có người nào không biết nàng chứ? Bởi vì như thế nên hắn mới hốc to mồm, cho dù có ngu ngốc cũng biết kẻ này là Lăng Hàn. Làm sao có thể như vậy? Chỉ mộng hàm chẳng những là đế nữ, còn là mỹ nhân bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng, hiện tại là danh hoa đã có chủ. Hơn nữa còn gả cho người hắn hận nhất, không không không, hắn không thể tiếp nhận. Tiểu cô nương tóc bạc mặc kệ Lưu Phương suy nghĩ cái gì, trong đầu nàng chỉ nghĩ tìm cách gả trì mộng hàm ra ngoài, căn bản mặc kệ nhiều như thế. Tỷ phu, người tới thật muộn, nàng vừa tới đã phàn nàn, sau đó nắm tay Lăng Hàn, nói. Mau mau nhanh, đừng để kẻ khác cướp lấy tỷ tỷ. Ai, người cũng thật là, thề tử sắp bị người ta đoạt còn không vội, cũng không sợ trên đầu biến thành một cái thảo nguyên xanh mơm mởn hay sao. Tiểu nha đầu này trưởng thành quá sớm, đại hắc cầu sinh ra hứng thú, nói. Tiểu nha đầu, ra nói chuyện lý thú giữa tiểu hàn tử với tỷ tỷ của ngươi. Ô, con chó thối, chỉ mộng san bóp mũi, nói. Người ta mới không thích chó, luôn béo phệ và hôi hám, chán ghét. Sắc mặt đại hắc cầu tối tăm, từ thời khắc nó mở ra linh trí, nó đã thoát khỏi tập tính của chó rồi, người có biết hay không? Đi thôi, đi thôi, chương 4550, tỷ phu đến. Do chỉ mộng san dẫn đầu, đương nhiên không người nào dám ngăn đón, cũng không cần đi xông cái gì ba cửa ải, trực tiếp đi vào yến hội là được. Lưu Phương nhìn hai lớn một nhỏ rời đi, trong hai mắt hắn bắn ra lửa. Hắn cũng có suy nghĩ với chỉ mộng hàm, Tuy vị đế nữ này cũng không có hiển lộ ra chân dung nhưng từ phong thái lộ ra ngoài, nàng tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân, hơn nữa nhìn chỉ mộng san là biết rõ, tỷ tỷ đương nhiên đẹp như thiên tiên. Mặc kệ ngươi là đinh nhất hay là lăng hàn, chỉ cần dám vào chân Long Uyên, ngươi có đi mà không về. Hắn nói thầm trong lòng, về phần truyền thuyết vô địch của lăng hàn, đương nhiên hắn xỉ mũi xem thường. Chỉ là sinh đan hậu kỳ, có thể mạnh tới mức nào. Triệu khôn vô cùng hâm mộ, thì ra hai tên kia là như Nhân, không ngờ có thể câu dẫn đến nữ tới tay ai mình lên mặt với hai người bọn họ hiện tại nhớ lại quá mất mặt hắn nhìn sang lưu phương hoa cúc của hắn siết chặt vị tộc huynh này có ham mê đặc thù không biết buổi tối có tới tìm hắn hay không hắn đổ mồ hôi lạnh lưu phương phát hiện hắn khác thường vội vàng cường điệu ta không phải biến thái phải phải triệu khôn gật đầu nhưng vẻ mặt của hắn lại là ngươi vừa bóp hàng và sờ mông ta nói rõ ngươi cảm thấy hứng thú với hoa cúc của ta lưu phương được Trì Mộng San dẫn dắt, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu nhanh chóng đi vào yến hội, nơi đó nằm ở ven hồ, có từng khối đá phiêu phù trên mặt nước, mỗi khối đá đặt cái bàn, hoặc là một người người ngồi hoặc ba bốn người ngồi chung. Trong hồ có thác nước từ trên trời chảy xuống, chảy vào giữa hồ, từng bọt nước bắn lên cao cao, âm thanh ào ào đinh tai nhức óc, tuy, đối với các thiên kiêu sinh đan cảnh mà nói, việc này chỉ là chuyện nhỏ, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng thính giác nào. Đế tộc chính là đế tộc Mở yến hội cũng có suy nghĩ khác người, không giống nhà khác, hoặc là trong hoa viên, hoặc là trong cung điện, tất cả đều là thật, bọn họ bày yến hội ở giữa hồ, quả thật làm cho người ta cảm thấy hứng thú. "Tỷ, lão tỷ, chỉ mộng san kêu to, ngươi xem, ta dẫn ai tới đây." Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lăng Hàn, nhanh lên khôi phục tướng mạo. "Được." Lăng Hàn thở dài, xem ra tiểu nha đầu có rất đủ dũng khí, đã ra lệnh sai xử hắn. "Cũng phải, nếu hắn đã đến thì không cần sợ." Trên đất đế tộc, có ai dám ra tay chứ? Lăng Hàn khôi phục tướng mạo sẵn có, mà đại hắc cẩu đã sớm chán dáng vẻ nhân loại, nó biến trở lại như ban đầu, cái quần lót sắt tỏa sáng làm cay mắt người khác. "Lăng Hàn, có người nhận ra hắn và hô lớn. Trong thời gian gần đây, Lăng Hàn tạo ra quá nhiều rung động, dùng tu vi sinh đan cảnh đánh chết chân ngã cảnh, người không biết hắn thật sự quá ít. Người có tên, cây có bóng, bất kể Lăng Hàn có mượn nhờ trận đạo hay không, người ta có thực lực đánh bại chân ngã cảnh là đủ rồi." Đương nhiên, cũng có người không phục Lăng Hàn, cho rằng trong chân Long Uyên không cách nào câu thông địa mạch, Lăng Hàn cũng chỉ là sinh đan cảnh bình thường, cần sợ hắn hay sao? Gương mặt chỉ mộng hàm thay đổi, nàng vội vàng truyền âm nói với chỉ mộng san. Không được nói hưu nói vượn, tiểu nha đầu giống một câu kia trước mặt mọi người, khi đó việc vui lớn lắm. Tỷ, ta dẫn tỷ phu tới rồi, tiểu nha đầu vô cùng ngây thơ, người không biết nàng sẽ bị lừa gạt. A à hát hát, tỷ phu, toàn trường yên tĩnh, Tất cả mọi người im lặng, bọn họ nhìn sang chỉ mộng hàm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lăng hàn. Âm âm âm, chỉ còn tiếng thác nước rơi xuống. Mộng san, không nên nói bậy. Một bà lão chạy đến kéo chỉ mộng san mang đi, sau đó cười nói với mọi người. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, các vị tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Vâng, tiền bối, ha ha, dù sao cũng là tiểu hài tử nha, tiền bối không cần quá mức trách cứ. Mọi người lúc này mới khôi phục lại, liên tục cười nói. Chỉ mộng san liên tục giấy ruộng, nàng có thể thoát được mới là quái sự, nàng còn muốn mở miệng, lại phát hiện miệng không mở ra được, đã bị đạo tác phong tỏa, giống như nàng không sinh ra cái miệng. Hai vị tiểu hữu chính mình tìm địa phương ngồi đi. Bà lão nói với Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, nhưng sau đó xoay người mang theo chỉ mộng san rời đi, xem ra sẽ giáo huấn nàng một trận. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu tìm tảng đá không người, sau khi nhảy lên liền rót rượu uống. Hảo tử, Đại Hắc Cẩu uống một ngụm, nó nói. Đông lâm đế tộc thật sự tài đại khí thô, rượu này dùng không ít tiên dược tạo thành, nếu có thể uống liên tục sẽ có tác dụng trợ giúp ngộ đạo. Uống nhiều một chút, Lang Hàn cười nói, phải, người bàn khác ít động tới, dù biết rõ rượu này là đại bổ nhưng lại bận tâm hình được, bọn họ uống rất khắc chế, nhưng mà Lang Hàn và Đại Hắc Cẩu là người quan tâm hư vinh sao. Bọn họ tiêu diệt sạch bình rượu trên bàn, Đại Hắc Cẩu lập tức cầm bình rượu rỗng, lớn tiếng nói. Tiểu nhị, đầy vào, đầy vào. Các thiên kiêu khác cảm thấy chưa chẽn, các người có xấu hổ hay không? Yến hội này quy cách cực cao, do đế tộc tổ chức, dự họp còn có đế tử, thiên kiêu bài danh top 100 tinh võng, còn có có chút đạo tử thánh nữ của thánh địa chỉ có tư cách dự thính, làm sao lại biến thành ăn hàng giống các ngươi? Nhìn cái gì vậy, cũng không có ăn uống của các ngươi. Đại hắc cầu trừng mắt nhìn bọn họ, ai sợ ai chứ? Rất nhanh, có người hầu tới đổi bình mới cho Lăng Hàn và Đại hắc cầu, cũng mang bình cũ đi. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không biết xấu hổ uống sạch, bầu rượu này cũng biến thành trống rỗng. Tiểu nhị, đưa rượu lên, Đại Hắc Cẩu lên tiếng gọi, sau đó nói với Lăng Hàn. Tiểu Hàn Tử, nghe Cẩu ra nói, ngươi không bằng làm con rể đông lâm đế tộc đi, như vậy chúng ta có thể uống rượu ngon mỗi ngày. Lời này vừa nói ra, chẳng những người đông lâm đế tộc tức giận, các thiên kiêu ở đây đều muốn làm thịt nó, làm một bữa tiệc thịt chó. Ngươi cho rằng con rể đế tộc là ngươi muốn làm có thể làm hay sao? quá không biết xấu hổ đúng là ngựa không biết mặt mình dài có người hư lạnh một tiếng lúc này có một đạo hàn quang bay tới và tỏa ra khí thức đáng sợ giống như bầu trời sập xuống lang hàn vươn tay ngăn cản ba đạo hàn mang bị hắn tiêu diệt nhưng hắn cũng dùng mình một kích này phi thường đáng sợ mấu chốt là đối phương chỉ liếc mắt nhìn đã có uy lực đáng sợ như thế thực lực chân tránh càng bất phàm lang hàn nhìn sang người ra tay đó là một nam tử trẻ tuổi tuy ngồi xếp bằng ở đó nhưng lại giống như thương long, chỉ cần hành động là kinh động tám phương. Thằng này là ai? Ha ha, quá kiêu ngạo, cuối cùng cũng chọc Bách Lý Đế Tử ra tay. Có người nói ra, Bách Lý Đế Tử, Lăng Hàn giật mình, đế tộc có họ Bách Lý thì đó là hậu nhân của tử vi đại đế. chương 4551, Đế Tử, Bách Lý. Đó là Lăng Hàn, gặp đế tử của chúng ta, người còn không qua đây quỳ xuống chào. Trên tảng đá của Bách Lý Đế Tử có ba người, nhưng chỉ có Bách Lý đế tử ngồi, hai người khác đều đứng. Nhưng hai người đang đứng tỏa ra khí thức khủng bố, mơ hồ có thể thấy được đạo tác trên người bọn họ, bọn họ cũng chỉ là sinh đan cảnh mà thôi. Điều này nói rõ cái gì, bọn họ đã chạm tới cánh cửa chân ngã cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Vì cái gì không đột phá, có lẽ có quan hệ tới việc chân Long Uyên mở ra, bởi vì võ giả chỉ có thể tiến vào khu vực đối ứng, cho nên chân ngã cảnh sơ kỳ khẳng định không dùng tốt bằng sinh đan cảnh đại viên mãn. Đại hắc cầu giận tím mặt, dám đánh lén nó. Hắc hắc, cầu ra mới là tổ tông hại người. Nó lặng yên lấy tượng đất, sau đó dùng thần thức tập trung bách lý đế tử và bắt đầu điều khiển. Nhưng đại hắc cầu kinh ngạc, bởi vì nó lắc lư tượng đất như thế nào, bách lý đế tử đều ngồi ngay ngắn không hành động. Ồ, đại hắc cầu không tin ta, nó dùng thần thức tập trung người gào thét, sau đó lắc tượng đất, xoát, người kia tát vào mặt bách lý đế tử. Nếu là người khác sẽ bị đánh trúng, đây là việc quá bất ngờ, người ra tay thập phần cường đại, tuy thân phận là tôi tớ nhưng thực lực có thể tiến vào top 100 tinh võng. Nhưng đế tử là người tầm thường, có thể được phong làm đế tử, như vậy phải có tư chất vô địch cùng dai. Bách lý đế tử vươn tay nắm chặt cổ tay của tôi tớ. Tên tôi tớ sợ tới mức xanh mặt, vội vàng giải thích. Thiếu chủ, ta ta ta, không phải ta. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên giải thích thế nào, bởi vì hắn không nghĩ muốn làm như vậy nhưng tay không nghe lời hắn, cho nên mới làm ra hành động điên rồ như thế bách lý đế tử gật đầu ta biết rõ giọng nói của hắn tràn ngập từ tính còn có một loại tự tin mãnh liệt người nghe sẽ tin tưởng hắn cho dù là trời sập thì hắn cũng có biện pháp giải quyết tên tôi tớ thở ra một hơi hắn càng cảm động nhưng vào lúc này tên tôi tớ khác lại tấn công bách lý đế tử bách lý đế tử ra tay lần nữa hắn dùng tay kia bắt lấy cổ tay tôi tớ thiếu thiếu chủ tên tôi tớ thứ hai cũng sợ hãi giọng nói run rẩy. Lần này, mọi người cũng nhìn ra không đúng, nếu nói tên tôi tớ đầu bị động kinh thì có thể nói qua, hai tên tôi tớ đều như vậy, nhất định là có vấn đề. Đúng lúc này, tên tôi tớ đầu tiên tiến vào trong ngực bách lý đế tử. Đại hắc cầu cười hì hì, nó dùng thần thức cải biến mục tiêu, tên tôi tớ khác cũng mềm yếu vô lực ngã vào trong ngực bách lý đế tử. Ta, kháo, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trợn mắt, bởi vì quá cay mắt. Tuy tâm tính bách lý đế tử trầm ổn, có thể nói trời sập trước mắt cũng không nhíu mày, nhưng bây giờ toàn thân nổi ra gà, hai tay vội vàng chấn động, bành, bành, hai tên tôi tớ bị hắn đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, đại hắc cầu cười lớn, xem như xả một ngụm ác khí. Bách lý đế tử đứng dậy, oanh, trên người hắn bộc phát khí thế đáng sợ, hắn thật sự rất mạnh, rõ ràng chỉ là sinh đan cảnh nhưng lại tỏa ra khí thế ép bầu trời sụp đổ, có lẽ hắn tùy thời có thể bước vào chân ngã cảnh. Thật lớn mật, hắn lạnh lùng nhìn đại hắc cầu đại hát cầu buông buông móng vuốt ngươi nhìn cầu ra như vậy làm gì cầu ra không làm gì cả chẳng lẽ ngươi có hứng thú với cầu ra hay sao những lời này có lực sát thương quá mạnh mẽ làm cho mọi người nhớ tới cảnh bách lý đế tử và hắn gã tôi tớ giống như có tình cảm lưu luyến bách lý đế tử bình thản người có thể thành đế tử chẳng những thiên phú tuyệt hảo tâm tính cũng phải mạnh mẽ làm sao dễ dàng mất đi khống chế như vậy hắn thản nhiên nói trên người của ngươi có bảo vật gì khống chế hành vi của người khác đúng không Hắn đoán quá chuẩn, đương nhiên Đại Hắc Cẩu sẽ không thừa nhận, không biết ngươi đang nói cái gì, không ngờ dâm tính Đại Phát trước mặt mọi người, hai tên tôi tớ kia chỉ là cái bia của ngươi mà thôi. Ngươi nhất định dùng qua với ta, đáng tiếc vô dụng với ta. Bách lý đế tử không để ý tới Đại Hắc Cẩu nói hưu nói vượn. Kiến thức của ngươi quá kém, trên người đế tử đều có bảo vật cùng loại, có thể tiêu trừ các ảnh hưởng mặt trái. Khốn kiếp, khó trách không có hiệu quả với hắn, nhất định là thủ đoạn của Đại Đế. Đại hắc cầu bình thản, hắn vẫn lắc đầu phủ nhận, dù sao không có chứng cớ, đánh chết nó cũng không thừa nhận. Được rồi, bách lý đế tử xin bất giận, chỉ mộng hàm mở miệng, nàng là đế nữ của đông lâm đế tộc, cũng là chủ nhân yến hội lần này, thời điểm này không thể yên lặng tiếp được, nếu không sẽ có đánh nhau. Bách lý đế tử nhìn về phía chỉ mộng hàm, sắc mặt hắn trở nên ôn nhu. Nếu mộng hàm nói như vậy, đương nhiên ta sẽ nể tình. Uy uy, đây chính là đệ muội của cầu gia, người nói cái gì đó đại hắc cầu không sợ, nó gào to. Lần này, Bách Lý Đế Tử đã tức giận, đạt tới độ cao như hắn, mỹ nữ bình thường căn bản không lọt vào mắt của hắn, dù có xinh đẹp cũng vô dụng, cũng chỉ là đồ chơi cao cấp. Nhưng chỉ mộng hàm không giống, chẳng những đẹp, hơn nữa thân phận, thiên phú không kém gì hắn. Cho nên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chỉ mộng hàm thì hắn đã quyết định chọn nàng làm đạo lữ. Vừa rồi chỉ mộng san gọi bảy tỷ phu làm hắn khó chịu, hiện tại đại hắc cầu còn nói ra việc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi muốn chết sao, hắn lạnh lùng nói ra, oanh, khí tức khủng bố sôi trào giống như hỏa diễm hừng hực. Đại hắc cầu không kinh sợ, giới hạn trong tu vi, tuy nó không phải đối thủ của đế tử nhưng bên cạnh còn có lăng hàn đúng không? Hắc hắc, bị đâm trúng chỗ hiểm sao? Đại hắc cầu cười nói, đây cũng không phải là cầu ra nói hưu nói vượt. Vừa rồi tiểu muội muội chỉ ra cũng gọi huynh đệ của cậu ra là tỷ phu, các vị ở đây đều nghe chứ tất cả mọi người bảo trì im lặng, quyết định không nhảy vào vũng nước đục này. Suốt cuộc bách lý đế tử không nhịn được, hắn ngang nhiên ra tay, oanh, hắn đánh ra một trưởng phóng đại khoảng 10 trượng, hắn tấn công Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu. Lăng Hàn cười nhạt, hắn đưa tay lên, hỗn độn thần lôi đánh ra, ba, bàn tay bị đẩy lùi. Ánh mắt bách lý đế tử lạnh lẽo, lòng bàn tay của hắn xuất hiện máu tươi, một kích vừa rồi đã đánh vỡ bàn tay của hắn. Lăng Hàn cũng nghiêm túc, không hổ là đế tử, gia hỏa này thập phần đáng sợ hỗn độn thần lui có thể nói là tuyệt chiêu có lực sát thương lớn nhất của hắn hiện tại chỉ phá vỡ bàn tay của đối phương chảy chút máu từ đó có thể thấy được chiến lực đối phương khủng bố cỡ nào toàn trường yên tĩnh lần nữa chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm đế tử ra tay chẳng những vô công ngược lại bị người ta đả thương bọn họ làm sao tin tưởng lăng hàn gia hỏa này sắp nghịch thiên rồi bách lý sa chính là sinh đan đại viên mãn lại là đế tử hắn bị lăng hàn gây thương tích thật sự làm người ta không tin nổi. Tất cả mọi người là kinh hô, chương 4552, chân Long Uyên mở ra. Kết quả như vậy, ai có thể tin tưởng? Bách Lý Sa, đế tử tử vi đế tộc, bài danh thứ hai, người khác là cao thủ hóa linh cảnh, hắn tiến vào một khu vực khác của chân Long Uyên, tham dự tranh giành số mệnh của hóa linh cảnh. Cho nên, từ góc độ sinh đan cảnh mà nói, Bách Lý Sa ở cấp bậc tuyệt đỉnh, ở chỗ này chỉ có một mình chỉ mộng hàm có thể chống lại hắn mới đúng khi lăng hàn ra tay một kích đánh bách lý xa tổn thương hắn còn muốn trâu bò hơn cả đế tử giờ phút này tất cả mọi người quên đi việc truy cứu đại hắc cẩu nó vận dụng thủ đoạn gì điều khiển hai tên tôi tớ làm ra chuyện cay mắn như thế bọn họ đều chú ý lăng hàn hôm nay có người sẽ đả đảo đế tử sao không cần trận pháp mà là thực lực chân tránh tốt rất tốt bách lý xa thản nhiên nói hắn nâng tay phải lên chỉ thấy lòng bàn tay có một vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đình xôi trào nhưng có thể nhìn thấy lôi đình bị bóp nát miệng vết thương khép lại nhiều năm như vậy đã có rất ít người làm ta bị thương hắn nói ra không có một tia lửa giận ngược lại có chút hương vị thưởng thức để hồi báo cho ngươi ta sẽ vận dụng chiến lược mạnh nhất giết ngươi thành cạn bã dừng tay chỉ mộng hàm bay tới nàng đứng giữa bầu trời gió nhẹ thổi làn váy tung bay cho dù chỉ là váy thuần trắng cũng làm cho nàng tỏa ra khí chất mê đảo chúng sinh hai vị xin cho ta mặt mũi nàng thản nhiên nói ngay sau đó khí thức khủng bố tỏa ra, tùy thời có thể hóa thành một nữ chiến thần. Bách Lý Sa có chút do dự, hắn gật đầu, nói. Ta đương nhiên cho mộng hàm mặt mũi, Lăng Hàn có suy đoán, chỉ mộng hàm còn mạnh hơn Bách Lý Sa trước mặt. Cũng phải, chỉ mộng hàm chính là truyền nhân xuất sắc nhất của Đông Lâm đế tộc, được xưng đế nữ mạnh nhất mấy trăm vạn năm qua, nếu chỉ tương tự với đế tử bình thường, như vậy nàng phải xin lỗi hai chữ mạnh nhất. Lăng Hàn cười cười, hắn ngồi xuống, tiểu hàn tử, chờ chân long uyên mở ra chúng ta liên thủ làm thịt hắn đại hắc cầu dùng thần thức truyền âm nói tốt lăng hàn gật đầu hắn nhìn ra được bách lý sa đã sinh ra sát ý với hắn phải biết rằng hai người vốn không có quan hệ gì với nhau nhưng bởi vì chỉ mộng hàm bách lý sa lại sinh ra sát ý mãnh liệt với mình lăng hàn sẽ không giải thích cái gì kỳ thật hắn cũng không có ý với chỉ mộng hàm bởi vì giải thích là hành vi yếu thế căn bản không hợp cách làm người của hắn hơn nữa hắn cũng không nợ bách lý xa cái gì, tại sao phải giải thích. Yến hội tiếp tục, hiện tại chân Long Uyên sắp mở ra, Yến hội cũng quay chung quanh vấn đề này, mọi người đã đạt thành mục đích liên minh ban đầu, sẽ đồng lòng trong chân Long Uyên, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nghe nói trong chân Long Uyên vô cùng nguy hiểm, mỗi lần người tiến vào bên trong, người có thể đi ra chỉ đạt một phần người Hơn nữa không có người nào nói được vì cái gì, bởi vì sau khi ra khỏi chân Long Uyên, tất cả trí nhớ liên quan không tồn tại. Cho nên, không ai có thể nghiên cứu chân Long Uyên, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, người chỉ có thể kết minh với nhau, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cũng có thể bảo vệ lẫn nhau. Tổng thể mà nói, không khí yến hội rất hài hòa, người nơi này đều là sinh đan cảnh, sau khi tiến vào chân Long Uyên thì bọn họ cũng tạo thành chiến lực mạnh nhất. Đến nửa đêm, yến hội chấm dứt, Lang Hàn và Đại Hắc Cẩu vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ liên tục uống rượu, đây chính là vật đại bổ, đương nhiên có thể uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu những người khác không có da mặt dày như bọn họ, hiện tại đã hối hận không kịp. Bách Lý Sa mang theo hai tôi tớ rời đi, lúc gần đi hắn nhìn sang Lăng Hàn, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, đế tử thì như thế nào, hiện tại hắn sợ hay sao? Trở lại chỗ ở, hổ nữ hỏi chuyện xảy ra trên yến hội, cái miệng của nàng cong lên, tiểu hài từ tóc trắng thật đáng giận, dám giúp tỷ tỷ của nàng đoạt Lăng Hàn của nữ. Lăng Hàn muốn giao tượng đất cho hai nàng sử dụng, nhưng ngẫm lại, hiện tại các nàng có tu vi cửu đỉnh hợp nhất, cho dù chú đỉnh đệ nhất tinh võng hiện tại cũng không phải đối thủ của các nàng, mà gặp được đế tử đế nữ. Tượng đất không có hiệu quả, đáng tiếc, có lẽ nên tìm chỉ mộng hàm hỏi một chút. Hắn cảm thấy hối hận, gọi tiểu hài tử kia ra hỏi cũng được mà. Đại hắc cầu nghĩ kế nói, không bằng người thu hai tỷ muội đi, tránh tiểu hài tử đi tai họa người khác. Cốt, thời gian ngày từng ngày qua đi, người tới càng ngày càng nhiều, theo công tác thống kê, có ít nhất 7 đế tộc tới tham dự, trong đó có người quen của lăng hàn lâm lãng đế tử hỏa vân đế tộc bài danh thứ ba trước kia bại bởi lăng hàn hiện tại hắn đã bước vào sinh đan cảnh cũng đạt tới sinh đan viên mãn vừa đến đã bắt đầu kêu gào muốn tái chiến với lăng hàn một hồi lăng hàn không để ý tới loại chiến đấu này không có ý nghĩa gì đánh cho người khác xem sao suốt ba tháng qua đi vết nứt trên thiên long tinh càng lúc càng lớn đã nuốt hết tinh thể tất cả mọi người không thể không rời khỏi thiên long tinh bọn họ lơ lửng trên không trung khi vết nứt mở rộng ra thiên địa đạo tắc đáng sợ lưu chuyển, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy tim đập nhanh và không thở nổi cuối cùng vết nứt này nuốt hết toàn bộ thiên long tinh thậm chí lan tràn vào trong tinh không tinh vực này hóa thành vết nứt to lớn ngay cả mặt trời cũng bị nuốt vào trong đó ánh mặt trời biến mất hoàn toàn có thánh nhân lên tiếng chân long uyên đã mở ra hoàn toàn có thể tiến vào lúc này có đội ngũ tiến vào bên trong lang hàn tạm biệt nữ hoàng hổ nữ dặn dò các nàng phải cẩn thận yên tâm đi nữ hiện tại phi thường lợi hại hổ nữ giơ lên tay lên nói nữ sẽ bảo hộ nữ nhân cao ngạo này nàng chìa chìa nữ hoàng nữ hoàng lườm sang nàng cũng không nói gì lăng hàn cười ha ha đi ba người một chó bay vào bên trong khe nứt bọn họ tiến vào vực sâu cực lớn bay đi bay đi lăng hàn phát hiện nữ hoàng và hổ nữ biến mất hoàn toàn cảnh giới khác nhau sẽ tiến vào khu vực khác nhau tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ Mặc dù Lăng Hàn có chút lo lắng nhưng vẫn tràn ngập tin tưởng vào nữ hoàng và hổ nữ, giữ vững tinh thần, thi triển chỉ xích thiên nhai, hắn và đại hắc cẩu ra tốc tiến lên. Đây là không gian tối tăm, chung quanh đều là hư vô, cũng không nhìn thấy cái gì. Cứ bay như thế, bọn họ bay suốt nửa tháng và phía trước xuất hiện ánh sáng. Ồ, Lăng Hàn và đại hắc cẩu nhìn nhau, bọn họ bay tới một đại dương bao la, trên bầu trời có mặt trời treo trên cao, cũng không biết có phải mặt trời bị vực sâu nuốt hay không, không tốt, một người một chó hô lớn, thân thể rơi xuống thật nhanh. Chương 4553, nhận sai. Oanh, oanh, hai đạo bọt nước bắn lên cao cao, chỉ thấy Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều ngã vào trong biển rộng. Xảy ra chuyện gì? Đại Hắc Cẩu kêu lên, nó lập tức bơi chó tiến lên phía trước. Lăng Hàn cau mày, thiên địa đạo tắc nơi này biến hóa đột ngột, chúng ta không thể phi hành. Bọn họ còn không cách nào tu tập đạo tắc, hiện tại cũng không thể dùng thiên địa đạo tắc, nhưng thiên địa đạo tác ở nơi này cải biến làm cho bọn họ không thể phi hành. Nếu muốn phi hành, đầu tiên phải thích ứng thiên địa đạo tác ở đây. Đại Hắc Cầu nói ra, Lăng Hàn gật đầu, nhưng có khả năng, đạo tác ở đây căn bản không cho phép phi hành. Đại Hắc Cầu phiền muộn, sau khi quen khi hành, hiện tại phải dùng hai chân đi đường, ta thật không được tự nhiên. Ách, ngươi không phải dùng bốn chân sao? Lăng Hàn cười nói, uông, cắn chết ngươi. Đại Hắc Cầu há mồm cắn Lăng Hàn hai tay lăng hàn vỗ lên mặt nước hắn lao lên cao và đạp vào mặt biển sau đó cứ chạy đi đại hắc cầu cũng nhảy lên mặt nước tiếp tục đuổi theo lăng hàn tuy bọn họ không thể phi hành nhưng dựa vào sức nổi của mặt nước vẫn có thể chạy đi như bay sau khi đi một tiếng đồng hồ phía trước xuất hiện lục địa không đây là một hòn đảo rất lớn lăng hàn hít sâu một hơi hắn vừa mới trở về từ biển máu kỳ lạ không bao lâu tại sao lại đi vào nơi cùng loại như thế khá tốt Nơi này cũng không phải là biển máu, bằng không hắn sẽ sinh ra tâm lý oán hận. Lại nói, chuyện này đơn giản như thế sao? Các đế tộc có liên thủ xông qua biển máu hay chưa? Mỹ nhân tóc đỏ thần bí là ai? Rốt cuộc đó là thủ bút của tổ vương nào? Hắn ngược lại rất kỳ vọng vào Trì Mộng Hàm, người ta là đế nữ, có lẽ nàng biết rất nhiều tin tức bí mật. Tiểu Hàn Tử, có phải ngươi nghĩ tới nữ nhân hay không? Đại Hắc cầu hỏi, ha ha, đừng không thừa nhận, ngươi nhìn biểu hiện trên mặt của ngươi đi nếu như hiện tại nghĩ tới một nam nhân cẩu ra sẽ lo lắng đại hắc cười xấu xa nói có phải nghĩ tới nhà đầu chỉ ra không được rồi người thông minh lang hàn không có trả lời bằng không đại hắc cẩu sẽ không bỏ qua bọn họ nhanh chóng lên đảo xem có thổ dân hay không lang hàn nói ra trong lúc nói chuyện hắn thấy trên đảo có không ít người trước kia chân long uyên mở ra có ngàn vạn người tiến vào hơn nữa nơi này không có lối rẽ hòn đảo này là nơi đặt chân duy nhất có ít người nhìn nhau gật đầu, có ít người lộ ra hung tướng, sát khí như ẩn như hiện. Phải biết rằng, sau khi ra khỏi nơi này, trí nhớ của mọi người sẽ bị xóa bỏ, sẽ không nhớ rõ tao ngộ tại nơi này, cho nên, cho dù làm cái gì ở đây cũng không có cố kỵ. Đừng nói không có người nhớ rõ, cho dù là mình cũng sẽ quên sạch, sẽ không lưu lại tâm ma gì. Cho nên, ở chỗ này hoàn toàn có thể buông tất cả đại khai sát giới. Lang Hàn, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Lưu Phương lao tới hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương ồ đại hắc cầu lắc đầu nói ngươi là người ngu xuẩn nhất cẩu ra từng gặp qua không ngờ chạy tới tìm chết ha thật đúng là buồn cười lưu phương lạnh lùng nói ra các ngươi thật to gan biết rõ ta cũng tiến vào chân long uyên mà dám tiến vào nơi này ta không cần phải chờ lâu ta cũng cho các ngươi chết thống khoái một chút đại hắc cầu gãi gãi đầu nhìn về phía lăng hàn tại sao lời kịch của chúng ta bị hắn đoạt rồi trực tiếp giải quyết đi. Lang Hàn cười nói, chủ ý này không tệ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, Lưu Phương bước tới, không thấy quan tài chưa đổ lệ, các ngươi làm ta cải biến chủ ý, ta sẽ lăng trì xử tử các ngươi. Đại Hắc Cẩu cười cười, cẩu ra đánh cược với ngươi, cho dù cẩu ra đứng ở chỗ này, ngươi cũng đừng mơ tưởng đụng một vọng lông của cẩu ra. Lưu Phương không đáp lại, nhưng hắn là thiên tài sinh đan cảnh bài danh top 100 tinh võng, giơ tay là có thể trấn áp sinh đan sơ kỳ như Đại Hắc Cẩu. Hắn tiến lên phía trước, vì ngày hôm nay, hắn đã chờ rất lâu. Nhưng hắn vừa đi sáu bước, vào lúc đi bước thứ bảy thì hắn lảo đảo, hắn lại đi sai. Ồ, nhưng hắn là sinh đan viên mãn, tại sao còn đi sai? Đám người bốn phía kinh ngạc, có chuyện gì? Đừng nói thiên tài bài danh trên tinh võng, cho dù là võ giả tiên đồ bình thường cũng không có khả năng đi sai. Ba, một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, chỉ thấy Lưu Phương tát vào mặt của mình. Ồ, tại sao người đánh mình? đại hát cầu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói a à, cầu ra biết rồi người biết sai hào 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 biết sai có thể thay đổi vẫn có thể cứu quỳ xuống dập đầu đi ba nó vừa dứt lời lưu phương thực sự quỳ xuống khốn kiếp tình huống như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người vô cùng chấn động tình huống như thế nào chẳng lẽ lưu phương thật sự sợ hãi nếu là như vậy hắn cần gì đi lên nói lời khiêu khích chứ còn chưa giao phong chính diện thì hắn đã sợ tới mức này. Lưu Phương rất ngạc nhiên, tình huống như thế nào, vì cái gì tay chân của hắn không nghe lệnh hắn. Việc này quá quỷ dị, hắn nhớ lại, thời điểm hắn đi đông lâm đế tộc dự tiệc, hắn cũng đột nhiên không khống chế được chính mình, hắn còn sờ hàng và mông của nam nhân khác, từ đó mất hết mặt mũi. Về sau, hắn nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại thân thể lại không bị khống chế, hơn nữa hai lần đều vì sinh ra xung đột với lăng hàn, đại hắc cẩu nhắc tới là trùng hợp thì hắn không tin thì ra là các ngươi làm trò quỷ hắn phẫn nộ gào lên hai mắt như phun ra lửa hắn sờ hàng và mông của nam nhân khác hắn đã gặp ác mộng suốt mấy ngày mỗi khi hắn nhắm mắt lại đều nghĩ tới việc đó có lẽ hắn đã sinh ra tâm ma hiện tại hắn biết rõ là lăng hàn và đại hắc cẩu làm trò quỷ hắn làm sao không giận cho được vừa nghĩ tới điểm này nội tâm của hắn lại lạnh lẽo người xem Người ta không cần ra tay cũng có thể đùa giỡn ngươi trong lòng bàn tay. Nếu thật muốn giết hắn, trực tiếp khống chế hắn đánh nát thức hải, chẳng phải hắn sẽ chết ngay lập tức ai sao? Vừa nghĩ như thế hắn sinh ra thoải ý, thù này không báo cũng được. Hắn xoay người bỏ chạy. Ô, cháu trai, ngươi không phải vừa nói muốn nhận lỗi hay sao? Chạy cái gì? Đại Hắc Cầu cười nói, nó bóp tượng đất một cái. Ba, Lưu Quỳ xuống và lăn lộn dưới đất. Hắn bị tượng đất dưới sự khống chế, Lưu Phương như con rối bị giật dây hoàn toàn không thể khống chế. Sau khi chơi vài phút, đột nhiên đại hắc cẩu phát ra một tiếng kêu đầy kinh dị. Lưu Phương không bị khống chế, chương 4554, một quyền tiêu diệt. Ô, đã xảy ra chuyện gì? Đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn, dùng thần thức truyền âm nói một chút. Lăng Hàn nhướng mày, lúc bọn họ kiểm tra không có xuất hiện tình huống này. Hẳn là nhằm vào một người còn có thời gian hạn chế. Suy nghĩ, Lăng Hàn chậm rãi nói ra, đại hắc cẩu gật đầu, tượng đất này cũng không phải vũ khí sát thương, không thể làm người bị khống chế tự sát, đây chỉ là một món đồ chơi. Ai, như vậy không vui, nó lại cảm thấy thất vọng, không sai biệt lắm, không thấy mọi người sắp bị người đùa chết rồi sao? Lang Hàn cười nói, đại hắc cầu cười hì hì, nụ cười rất đê tiện. Bên kia, Lưu Phương cũng phát hiện khống chế mình biến mất, việc này rất khó giải thích nhưng hắn biết rõ, loại khống chế này sẽ không xuất hiện trên người mình trong ngắn hạn. Lúc này sát ý của hắn bạo phát, phải biết rằng, hắn vốn đến đây tính sổ với Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, nhưng còn chưa ra tay thì hắn đã bị khống chế, cho nên hắn có tâm tư chạy trốn. Nhưng hiện tại khống chế biến mất, hắn chạy cái rắm. Báo thù, hơn nữa phải nắm lấy bảo vật khống chế kia, đây chính là bảo bối, có đồ chơi này trong tay, hắn không còn là top 100 sinh đan cảnh, mà là sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Hai người các ngươi, Lưu Phương đi từng bước về phía trước, sắc mặt âm trầm. Muốn chết như thế nào? Đại Hắc Cẩu lắc đầu, cầu ra sống êm đẹp, ta không có ý muốn chết. Tiểu hàn tử ngươi thì sao, ta cũng không có, lang hàn cười nói, lúc này một người một chó còn châm chọc mình, lưu phương càng tức giận, oanh, trong người hắn tỏa ra khí thức đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy thần quang đan sen vào nhau, còn có từng phiến phù văn nghiền nát. Nhưng hắn là sinh đan cảnh đại viên mãn, chỉ kém một tia là có thể dảo bước tiến lên chân ngã cảnh. Thiên kiêu như vậy tiến tới cực hạn của cảnh giới, bình thường sẽ không vội vã đột phá, một là lắng động cảnh giới, tu hành cảnh giới tới hoàn mỹ, khi đó dễ dàng sửa chữa hơn so với quay đầu làm lại. Thứ hai, cũng là vì thu hoạch cơ duyên, bởi vì quá nhiều di tích cổ bí cảnh đều hạn chế cảnh giới, như vậy trong cùng cảnh giới, ví dụ như sinh đan cảnh, sơ kỳ có thể so sánh với đại viên mãn hay sao. Cho nên, kỳ thật Lưu Phương đã có thể tiến lên chân ngã cảnh, bởi vì hai nguyên nhân này nên hắn mới dừng ở sinh đan cảnh đại viên mãn, khổ tu mấy chục năm cho nên chiến lược của hắn rất mạnh. Đại Hắc Cầu lập tức kinh sợ, nói: Tiểu Hàn Tử, ngươi lên đi, nó mới là sinh đan sơ kỳ, hoàn toàn không thể đánh lại Lưu Phương. Nhìn thấy nó sợ hãi, Lưu Phương cất tiếng cười to, đây mới là hình ảnh quen thuộc nhất, thiên kiêu tuyệt thế bài danh top 100 tinh võng ra tay, ai không sợ hãi chứ. Ai lên cũng như nhau, các ngươi đều phải chết, hắn lạnh lùng nói ra, Lăng Hàn nhún nhún vai, cười nói, ta không tin, ngươi sẽ tin tưởng, Lưu Phương ra tay, oanh, lực lượng vô tận bộc phát, hắn giết thẳng về phía Lăng Hàn lăng hàn bình thản hắn đang câu thông địa mạch nhưng hắn kinh ngạc phát hiện địa mạch giống như ngủ say căn bản không nghe hắn chỉ huy không thể sử dụng năng lực trận đạo hay sao bỏ đi cũng không có gì dù sao nơi này hạn chế tu vi chỉ có sinh đan cảnh mới có thể tiến vào nơi này trong sinh đan cảnh có khả năng hắn đánh không lại vài đế tử đế nữ nhưng muốn tổn thương hắn thậm chí giết chết hắn là chuyện không có khả năng chết lưu phương đã giết đến một trường đánh thẳng vào đỉnh đầu lăng hàn muốn một lần hành động đánh nát thức hải của hắn. Hắn không có hận Lăng Hàn như vậy, cho nên chỉ muốn giết chết Lăng Hàn, mà đối với đại hắc cầu thì khác, hắn sẽ bắt con chó hoang này lại, sau đó từ từ tra tấn tới chết. Lăng Hàn lại ra tay, hắn bóp cổ Lưu Phương, hắn chậm rãi thả tay xuống, một kích này phát sau mà tới trước, trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Lưu Phương, hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt và bị Lăng Hàn chế trụ. Đây là thực lực chênh lệch lớn cỡ nào? Không không không, hắn nhất định còn bị bảo vật thần bí kia khống chế, bằng không thì hắn làm sao có thể yếu ớt như thế, không tiếp được một chiêu của người ta. Lăng Hàn không do dự, năm ngón tay trực tiếp dùng sức, sau đó gặp lại, tạp, cổ của Lưu Phương bị bẻ gãy, mà năng lượng hủy diệt ập tới, thức hải Lưu Phương bị hủy diệt, hắn không còn khả năng thiêu đốt tiên đan kéo dài tính mạng. 3. Lưu Phương té xuống đất, hai mắt hắn vẫn mở ra, hắn không tin mình lại chết đi. Chính mình là đạo tử thanh thuyết thánh địa, tuyệt thế thiên tài bài danh top 100 trên tinh võng, tại sao lại chết khó hiểu như thế? nhưng hắn đã chết, tất cả đều biến thành không. Lăng Hàn không quan tâm, đừng nói bài danh tốt 100 tinh võng, hắn đã giết cả Phật tử, cần phải để ý hay sao? Lão Hắc, đi, đi, Đại Hắc cầu tìm kiếm trên thi thể Lưu Phương, sau khi lấy pháp khí không gian, lúc này nó cười hì hì chạy theo Lăng Hàn. Người bốn phía khiếp sợ và nghiêm túc, quả nhiên Lăng Hàn cường đại giống như lời đồn, một chiêu chém giết Lưu Phương cao thủ tốt 100 tinh võng, hơn nữa nói giết liền giết, cũng nhắc nhở mọi người, đây chính là chân Long Uyên vô cùng tàn khốc. Dù sao mỗi người đi ra ngoài sẽ không nhớ gì, cho dù là thiên tài cũng chỉ có thể nhớ rõ mơ hồ mà thôi, cho nên, ở chỗ này, mỗi người đều có thể phóng thích dục vọng trong nội tâm, làm ra chuyện bình thường không dám làm. Nơi này không có đạo đức trói buộc, không có bối cảnh gia tộc, sư môn uy hiếp, hoàn toàn chỉ nhìn thực lực, thực lực mạnh, người có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi một hồi, bọn họ phát hiện một tòa thành trấn không lớn, nơi này có một ngàn căn phòng trống, dân trong trấn nhiều nhất chỉ mấy vạn người mà thôi bọn họ tìm người tìm hiểu không có nghĩ tới dân trấn vô cùng nhiệt tình tuyệt không bài xích người ngoài như bọn họ có cái gì nói cái gì không chút giấu giếm nơi này gọi là trấn khởi điểm xuất phát từ nơi này trải qua chín đảo là đến trấn chung kết nhưng cũng không phải ngươi nhanh như chấp từ trấn khởi điểm chạy tới trấn chung kết chín đảo là con đường nhất định phải đi qua phải đi qua mỗi đảo lấy mảnh vỡ truyền kỳ chín mảnh vỡ có thể hợp thành một cái chìa khóa, mở ra cánh cửa tiến vào trấn chung kết. Hơn nữa cần phải vượt biển, nhất định phải dùng thuyền, trên mỗi một con thuyền cần thuyền viên tạo thành đội ngũ, đây là hình thức đội ngũ. Nói cách khác, một đội ngũ có thể cộng hưởng một cái chìa khóa. Đây không phải phúc lợi, mà là quy định cứng nhắc, hơn nữa quy mô đội ngũ chỉ đạt tới 5 người, tối đa không cao hơn 10 người, không đạt được yêu cầu này không thể lấy mảnh vỡ truyền kỳ trên chín đảo. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu nhìn nhau, là gia hỏa nào nghĩ ra việc này? Dày vào người ta sao? Đây là bước đầu tiên, chúng ta sáng tạo đội ngũ thế nào? Đại Hắc Cẩu nói ra, chỉ có thể như vậy. Lăng Hàn gật đầu, tìm ai đấy, chờ xem, tin tưởng mọi người sẽ tới thôn chấn này. Trường 4555, tìm kiếm đội viên. Quả nhiên, đây là chấn khởi điểm, cho nên đại bộ phận mọi người sẽ phải đi qua nơi này. Đương nhiên, cũng có người tính nôn nóng, trực tiếp vượt biển. Người dân trong chấn đã nói, đây là việc không thể thực hiện được, trên biển có hung thú đáng sợ, nó có thể dễ dàng lật tung thuyền, ăn người chỉ là chút lòng thành. Không có đợi bao lâu, Lăng Hàn đã tìm được đội viên cần tìm. Đệ muội chỉ nghe đại hát cầu kêu gọi, vẻ mặt nhiệt tình lao ra. Chỉ mộng hàm đến, vị đế nữ này cũng không phải đi một người, bên người còn có một gã nam tử, hắn chỉ đứng đó nhưng hư không không chịu nổi lực lượng cường đại của hắn nên run rẩy Bách Lý Sa, đương nhiên, còn có tiểu la lị tóc bạc, chính là chỉ mộng san, tiểu nha đầu này có thiên phú võ đạo thật kinh người chỉ mười mấy tuổi đã có tu vi sinh đan sơ kỳ thật không uổng huyết mạch đế tộc trừ bọn họ ra hai tên tôi tớ của bách lý sa cũng ở đây chó hoang ngươi nói bậy bạ gì đó bách lý sa trách mắng ánh mắt như đao cẩu ra nói chuyện cùng đệ muội ngươi xen miệng vào làm gì đại Hắc cẩu không chút kinh sợ bách lý sa vốn tràn ngập sát ý với lăng hàn và đại Hắc cẩu bởi vì trì mộng hàm nên hắn cố ép xuống hiện tại đại hát cẩu lại bắt đầu khiêu khích hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lớn mật, hai tên tôi tớ trước tiên giết tới, bọn họ tấn công đại hắc cẩu. Thôi đi, cẩu ra không thể dọn dẹp các ngươi hay sao? Đại hắc cẩu cười âm hiểm, nó cũng không tránh kiêng kỵ, xuất ra tượng đất và bóp. Bang, 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 hai gã tôi tớ bắt đầu đánh nhau, người một quyền ta một cước, đánh vô cùng kịch liệt. Dù sao đế tử có bảo vật hộ thân, sẽ không bị tướng đất khống chế, sau khi ra ngoài, trí nhớ tất cả mọi người sẽ bị chém rụng, cho nên đại hắc Cẩu hoàn toàn không ngại tiết lộ bí mật tượng đất. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Sa càng giận dữ, tuy đây chỉ hai gã tôi tớ nhưng cũng làm hắn mất mặt. Chỉ mộng san rất dũng cảm, nói, thối cầu cầu, giao tượng đất cho ta chơi. Đại hắc cầu đâu chịu, nó chính là kẻ thích hại người, nếu bảo vật lọt vào trong tay nó đều có đi không về, suy bụng ta ra bụng người, nó làm sao cho mượn. Nó nhanh chóng thu tượng đất, dáng vẻ cẩn thận sợ bị trì mộng san đoạt. Vừa mất đi khống chế, hai gã tôi tớ nằm xuống đất thở dốc. Keo kiệt, chỉ mộng san hừ một tiếng, cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Lăng Hàn kinh ngạc, người đế tộc trưởng thành thật chậm, trước kia tiểu la lị này có bộ dạng 10, 11 tuổi, hiện tại đã qua 2 năm vẫn không lớn hơn chút nào. Chết, lúc này, Bách Lý xa không nhịn được ra tay, hắn đấm ra một quyền, oanh, giống như trời xanh sụp đổ, uy năng vô cùng cường đại. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng cho đại hắc cầu đón đỡ, hắn tung người nghênh đón, cùng đối chiến với Bách Lý Sa. Bành, một kích qua đi, Lăng Hàn bị đẩy lui, nhưng có hỗn độn tiên đan hóa giải lực trùng kích, hắn không bị tổn thương gì, chiến lực Bách Lý Sa không mạnh hơn Lăng Hàn sáu trọng thiên. Ân, Bách Lý Sa cao mày, trước đó hắn đã giao thủ với Lăng Hàn một lần, hơn nữa còn bị thương, nhưng hắn cho rằng đó là vì Lăng Hàn vận dụng bảo vật, chiến lực chân thật tuyệt đối không thể địch nổi đế tử. Sau khi đối chiến một kích đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng, lực lượng Lăng Hàn thật sự không bằng hắn, nhưng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì dễ dàng hóa giải lực lượng của hắn. Lại là một kiện bảo vật sao? Bách Lý Sa cảm thấy ghen ghét, vốn là tượng đất, còn có bảo vật đả thương hắn, hơn nữa hiện tại có bảo vật hóa giải lực lượng, gia hỏa này nắm giữ bao nhiêu thứ tốt, thậm chí gia sản còn giàu có hơn hắn. Rốt cuộc ai mới là đế tử? Cho dù là bảo vật gì cũng có cực hạn, đế binh cũng không thể phát huy liên tục. Sát, hắn giết tới lần nữa, hắn ra tay chính là tuyệt chiêu có uy lực cực mạnh. Lang Hàn không sợ, hắn nghênh đón vận chuyển đồ thần thuật chiến lược của hắn rất cường đại oanh hai thiên tài đỉnh cấp ra tay mọi người nhìn thấy đều cau mày thần hồn bọn họ như bay ra ngoài hai người này quá cường đại nếu bọn họ bị công kích như vậy bọn họ chắc chắn không địch lại kế tiếp đều là thiên tài như thế cạnh tranh hay sao rất nhiều người ngẩng đầu lên bọn họ làm sao có hy vọng thắng oanh 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 bởi vì không thể phi hành hai người chỉ có thể khai chiến trên mặt đất nhưng mặt đất nơi này cực kỳ chắc chắn hai đại sinh đan cảnh kịch chiến nhưng không tạo thành phá hư gì, đây cũng là điểm làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Bách Lý Sa vẫn chờ đợi, đợi đến lúc bảo vật trên người Lăng Hàn đạt tới cực hạt, nhưng hắn không có khả năng đợi được, bởi vì đây là uy năng hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn, hoàn toàn không liên hệ gì với bảo vật. Bởi vậy, tuy chiến đấu kịch liệt, kỳ thật lại vô cùng nhàm chán, người không tổn thương ta, ta không thể tổn thương ngươi. Sau khi đánh một lúc, chỉ mộng hàm ra mặt khuyên can, hai người cũng dừng lại. Bách lý sa tự nhiên sẽ cho trì mộng hàm mặt mũi, lại nói thậm chí chiến lược trì mộng hàm còn đáng sợ hơn hắn. Không cho người ta mặt mũi cũng không phải một ý kiến hay. Hắn đứng lại, ánh mắt âm trầm. Đường đường đế tử lại không thể giết người, đây là việc làm hắn cực kỳ khó chịu. Tiểu nha đầu có hứng thú tổ đội với chúng ta không? Đại hắc cẩu ở bên cạnh đầu độc, mục tiêu của nó là trì mộng san, chỉ cần tiểu nha đầu đáp ứng, trì mộng hàm còn thoát được sao? Đây chính là đế nữ chiến lược vô cùng khủng bố, nhất định là đồng đội tốt. Ngươi cho ta tưởng đất, tiểu la lị tóc bạc thừa cơ cỏ kè mặc cả. Đại hắc cầu lộ ra vẻ mặt thịt đau, nó sợ bánh bao thịt ném chó, ách, phi, nói sai. Lăng Hàn cười cười, hắn nói với chỉ mộng hàm, nơi này cần tổ đội cạnh tranh, ít nhất 5 người, thế nào, chúng ta tổ đội với nhau đi, cũng chỉ thiếu một người. Thập, cái gì, ánh mắt bách lý xa lạnh lẽo, thiếu một người, người rõ ràng không có tính ta vào, hư, chỉ mộng hàm sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi chỉ là tiểu nhân vật xuất thân sơn giã, đế nữ làm sao có thể để ý ngươi? Bách Lý Sa tràn đầy tin tưởng, tuy Lăng Hàn rất yêu nghiệt nhưng xuất thân quá kém, thuốc ngựa cũng không thể so sánh với hắn. Chỉ mộng hàm hơi trầm ngâm nói, có thể, phốc, Bách Lý Sa suýt phun máu, uy uy uy, ngươi chính là đế nữ đấy, lại tổ đội với dân đen. Tỷ, ngươi quá không có suy nghĩ, chỉ mộng san vô cùng bất mãn, nói, người ta thật vất vả muốn lừa gạt tượng đất, kết quả ngươi một câu liền đáp ứng, con chó này lại chơi xấu. Đại hắc cầu kinh hãi, quả nhiên tiểu la lị này muốn lừa gạt bảo bối của nó, thật sự không thể xem thường, nàng đáng yêu như thế. Mộng hàm, bách lý xa vội mở miệng, nói, chúng ta tổ đội, vừa vặn 5 người, chỉ mộng hàm cười nhạt nói với hắn, bách lý huynh, kính xin ngươi gọi tên đầy đủ của ta, ta với ngươi không có quen như vậy. Một câu, sắc mặt bách lý xa biến thành màu đen, thậm chí lộ ra một tia dữ tợn chương 4556, tạo thành đội ngũ. Chỉ mộng hàm vẫn phải cho Bách Lý Sa mặt mũi, dù sao đối phương cũng là người tử vi đế tộc. Bản thân nàng không có việc gì cần Bách Lý Sa, không cần cũng được, hoàn toàn không cần ủy khuất tâm ý của mình. Từ góc độ của nàng mà nói, Lăng Hàn có thể cho nàng trợ giúp còn hơn Sa Bách Lý Sa, hơn nữa bọn họ đã từng sóng vai chiến đấu qua, trong chiến đấu bồi dưỡng tình hữu nghị còn vượt qua Bách Lý Sa nịnh nọt vài câu. Sắc mặt Bách Lý Sa khó coi, hắn rất muốn ra tay đánh một trận, nhưng chỉ một lăng hàn đã đủ làm hắn đau đầu, huống chi còn có chỉ mộng hàm chiến lược mạnh hơn. Vậy thì hắn tự rước lấy nhục, tốt, dù sao còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ tiêu diệt lăng hàn. Sau khi ra khỏi nơi này, trí nhớ tất cả mọi người sẽ bị chém đứt, cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ lưu lại trí nhớ mơ hồ, cho nên hắn hoàn toàn không cần sợ đắc tội trì mộng hàm, sau khi ra khỏi đây, theo đuổi lần nữa là được. Trì tiên tử, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hắn hừ một tiếng, vung tay lên, mang theo hai gã tôi tớ rời đi. Nơi này cần năm người mới có thể tổ đội, cho nên hắn cần phải đi nhận người. Hơn nữa, nếu cần đội ngũ cạnh tranh, vậy khẳng định là có chú ý, cho nên đội viên nhất định phải chọn kỹ lựa khéo, không thể qua loa. Tốt, ta sẽ tìm một người, chúng ta có thể xuất phát. Lăng Hàn bảo đại hắc cầu đi mua thuyền, hắn và hai tỉ muội chỉ mộng hàm ở lại nơi này nhận người. Lăng Sư Huynh, giọng nói vui mừng vang lên, lúc này có một mỹ nhân cực đẹp đi tới gần bọn họ. Cô gái này thật sự quá đẹp, phong tình bắn ra bốn phía đủ làm người ta điên cuồng. Tống Lam, vưu vật bài danh thứ 9 trên tuyệt sắc bảng. Lang Hàn cười cười, người cũng chạy đến, đúng vậy, Tống Lam gật đầu, nàng cười tươi như hoa. Tại sao người tuyệt sắc như nàng lại tới đây? Ví dụ như Lục Kỳ vẫn đi theo bên nàng, còn có một ít người theo đuổi khác, mỹ nhân bài danh thứ 9 tinh không, đế tử gặp phải cũng động tâm. Sau khi nhìn thấy nữ tử mà mình âu yếm lại tươi cười với nam nhân khác, tất cả mọi người thương tâm không dứt. Đáng giận, Lục Kỳ siết chặt nắm đấm, hận không thể ra tay tiêu diệt Lăng Hàn, đương nhiên hắn biết mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, tên kia chính là biến thái, đừng nói hắn, cho dù là đế tử cũng không thể xử lý đối phương. Khoan hãy nói, hắn vẫn tự hiểu lấy mình, vừa rồi có một vị đế tử bị bức lui. Chỉ mộng san tiến lên nói nhỏ bên tai tỷ tỷ của mình, nói. Tỷ, người có đối thủ, vội vàng xử lý tỷ phu đi, bằng không tỷ phu sẽ bị cướp đi. Tiểu la lì căn bản e sợ thiên hạ không loạn, lời này không nhỏ chút nào, người bốn phía đều nghe rõ ràng. Chỉ mộng hàm vi tức giận muốn đánh người, khuôn mặt tống làm đỏ bừng, đám người lục kỳ nhìn chằm chằm, tiểu nha đầu này là ai, không hiểu ăn nói sao. Chỉ mộng san không sợ ai, nàng trừng mắt lườm mọi người. Làm gì vậy, muốn đánh nhau phải không? Thấy có người tiến lên phía trước một bước, tiểu la lị lập tức chạy về phía lăng hàn tỷ phu cứu ta có người muốn hại mộng san đáng yêu xinh đẹp mê người tất cả mọi người là im lặng người còn có thể yêu tiểu ác ma a à, lang sư huynh trong đội ngũ của ngươi thiếu người không tống lam hỏi lang hàn ngược lại không sao cả hắn và Chỉ mộng hàm ở cùng một chỗ đủ để quét ngang tất cả hắn liền gật gật đầu sau đó nhìn về phía Chỉ mộng hàm nói ta không có ý kiến ngươi thấy thế nào tỷ ngàn vạn không nên đáp ứng đây chính là tình địch chị mộng san vội vàng nói chị mộng hàm và tống lam cũng khó hiểu vốn có thể cự tuyệt nhưng bị muội muội vừa nói như vậy nàng không tốt cự tuyệt nếu không chẳng phải biến thành xa lánh tình địch hay sao tốt chị mộng hàm cười cười nói ta ngưỡng mộ tống muội muội thật lâu nói ra hai nữ đều là mỹ nhân bài danh trước mười trên tuyệt sắc bảng chỉ chưa từng gặp nhua mà thôi khốn kiếp thành đám người lục kỳ thấy thế trong nội tâm đầy phức tạp cái này gọi là phiền muộn lăng hàn nhìn về phía lục kỳ lộ ra một tia sát ý có phải ngươi mời sát thủ chiến thần cung hay không làm sao có thể lục kỳ lập tức lắc đầu nói lăng hàn ta cũng không phải sợ ngươi nhưng ta đường đường đệ tử thánh địa làm sao có thể nhắc lên quan hệ với tổ chức xấu xa kia chứ lăng hàn đem mặt nghiêm ngươi dám mắng ta ồ ngươi đang nói cái gì ta nói thế không rõ sao lục kỳ há miệng muốn nói ngươi nói lời này là thế nào lăng hàn cười cười nói quên nói ta còn là hạt giống của Chiến Thần Cung. Đi, Lục Kỳ ngây người, đây là chuyện gì? Lăng Hàn còn là hạt giống Chiến Thần Cung, vậy tại sao Chiến Thần Cung muốn giết hắn chứ? Không đúng, nhất định Lăng Hàn đang lừa gạt hắn. Không tin sao? Lăng Hàn cất bước tiến lên, hắn lại đột nhiên biến mất. Quỷ ảnh bộ, hiển nhiên chỉ mộng hàm biết hàng, nàng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, đồng thời trong lòng nàng báo động, chẳng lẽ Lăng Hàn thật sự là đệ tử Chiến Thần Cung. Vậy thì khủng bố, Lăng Hàn quá yêu nghiệt một khi hắn trở thành sát thánh, trong thiên hạ không đế, còn có người nào hắn không thể ám sát không? Đến lúc đó, mỗi một tên thánh nhân đều ngủ không yên giấc. Ô, tại sao tỷ phu lại biến mất? Chỉ mộng san tràn ngập hiếu kỳ, xíu, yêu yêu, đột nhiên lang hàn hiện thân, một quyền đánh vào mặt lục kỳ. Vừa rồi hắn ẩn nấp thân thể, nhưng một quyền này lại đánh từ chính diện, hoàn toàn không có ý che lấp. Khi lang hàn đột nhiên biến mất, lục kỳ đã có chuẩn bị, nhưng hắn còn không có phát hiện thì Lăng Hàn lại có thể đánh từ chính diện, khốn kiếp, người đã muốn đánh chính diện, cần gì phải vận dụng thân pháp quỷ gì kia, quá lãng phí. Trong nội tâm hắn thở ra, hắn vội vàng vung quyền đón đánh Lăng Hàn. Nhưng, hắn hiện tại là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Bành, nắm tay của hắn đánh tới cực nhanh, tuy nắm đấm của Lăng Hàn không phải sắt nhưng lại có thể dùng một quyền đánh nổ đầu của Lục Kỳ. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, bí lực quét qua nên hắn không nhiễm máu tươi. Lục kỳ ba phen mấy bận muốn giết hắn, hắn đã sớm không kiên nhẫn, bởi vì không có cơ hội, lại không thể giết người trong cửu dương thánh địa. Cho nên, nếu đã gặp ở nơi này, Lăng Hàn không có ý định lưu lại tai họa. Nhìn thấy Lăng Hàn sát phạt quyết đoán, những người bốn phía đều kinh hãi, bọn họ cũng không biết Lăng Hàn sớm có ân oán với Lục Kỳ, còn tưởng rằng Lăng Hàn muốn tiêu diệt người theo đuổi Tống Lam, lập tức chạy trối chết như ong vỡ tổ. Mỹ nhân mặc dù tốt nhưng cuối cùng còn kém cái mạng của mình. Đúng lúc này, chỉ thấy đại hắc cầu trở lại, Tiểu Hàn tử, thành lập đội ngũ cần mọi người cùng đi, cũng chỉ có sau khi thành lập đội ngũ mới có thể mua thuyền. Ồ, còn có thiết lập như thế. Lam Hàn gật gật đầu, "Tốt, chúng ta đây đi qua, bốn người một chó xuất phát, cùng đi tới bến cảng." Chương 4557, ra biển. Bốn người một chó đi vào bến cảng, nơi này có một nơi chuyên môn phụ trách thành lập đội ngũ, bán ra đội thuyền. Muốn không tuân thủ quy củ, cưỡng ép sằng bậy. Ha ha nơi này không thiếu tồn tại chân ngã cảnh, cửa ra vào có mấy thi thể chảy máu đầm đìa, hiển nhiên là những kẻ muốn cướp thuyền, kết quả bị giết tại chỗ. Các ngươi muốn tổ khiến đội ngũ, một gã lão đầu hỏi, hắn ho khan giống như bị bệnh nặng, nhưng đám người lăng hàn không dám xem nhẹ lão đầu, người ta chính là cao thủ chân ngã cảnh đấy. Vâng, lăng hàn gật đầu, một, hai, ba, bốn, lão đầu nhìn thoáng qua, nói, thiếu một người, này này, còn có cậu ra đấy, đại hắc cầu tỏ vẻ tức giận quá khi dễ chó rõ ràng dám bỏ qua nó bốn người lăng hàn không nhịn được tươi cười chỉ mộng san càng cười lớn a à, còn có một con chó lão đầu gật đầu duỗi ngón điểm qua năm người sau đó tay lấy giấy ra và ấn vào trong đó đưa cho lăng hàn nói tốt đội ngũ thành lập đảm bảo tốt tờ giấy này đây là bằng chứng đội ngũ của các ngươi mỗi đến một đảo đều cần đưa ra nếu không không thể lên đảo tốt lăng hàn thu giấy các ngươi có thể đi mua thuyền nhớ rõ đưa ra bằng chứng lão đầu phất phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi hiện tại lục tục có đội ngũ đi tới hắn còn bận nhiều việc đám người lăng hàn đi ra ngoài đúng là trùng hợp bọn họ vừa đi ra ngoài đã gặp phải bách lý sa còn có lâm lãng lâm lãng đế tử hỏa vân đế tộc đã từng thua trong tay lăng hàn nhìn thấy lăng hàn lâm lãng lộ ra sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí nhưng hắn không dám động thủ nơi này có chân ngã cảnh tỏa trấn bởi vậy cho dù là bách lý sa hay lâm lãng tất cả đều nhìn đám người Lăng Hàn rời đi. Lâm Huynh, người có thù với Lăng Hàn. Bách Lý Sa hỏi, đây là đau nhức của Lâm Lãng, đế tử lại thất bại, hắn không muốn nhắc tới, bởi vậy hắn chỉ hừ một tiếng, trong ánh mắt có sát khí lưu truyền. Ha ha, Lâm Huynh, chúng ta có thể nói là cùng chung chí hướng. Bách Lý Sa cười nói, đôi mắt Lâm Lãng sáng ngời, tuy hắn là sinh đan cảnh, nhưng Lăng Hàn đã phát triển, hắn không nắm chắc đánh bại Lăng Hàn, nếu có thêm một Bách Lý Sa. Hai gã đế tử liên thủ, chẳng lẽ còn có không thể giết đối thủ. Tốt, hắn tươi cười, đám người lăng hàn đi mua thuyền, bọn họ tốn 100 đạo thạch, nhưng thuyền này, có thể gọi là thuyền sao, căn bản là thuyền lá nhỏ. Người trẻ tuổi, chấn khởi điểm chúng ta chỉ có loại thuyền này, nhưng các ngươi lên hòn đảo khác sẽ có thuyền tốt hơn, xem tài năng của các ngươi. Người phụ trách ở đây cười nói, nhưng các ngươi đừng xem nhẹ thuyền này, nó dùng vật liệu gỗ đặc thù làm thành, có thể che giấu khí tức các ngươi, từ đó hải thú không phát hiện các ngươi. Cho nên, chỉ cần chính các ngươi không tìm đường chết, không xuống biển nơi, bảo vệ các ngươi có thể bình an đến đảo kế tiếp. Đám người Lăng Hàn im lặng, ngươi là chân ngã cảnh, ngươi nói mới tính. Bọn họ lên thuyền nhỏ, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu phụ trách mái chèo, bắt đầu hành trình của bọn họ. Biển cả gió êm sóng lặng, thậm chí mặt biển như một cái gương, không có một tia gợn sóng, chỉ có Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu chèo thuyền tạo ra sóng nước. Thật sự yên tĩnh, Tống Lam duỗi lưng mỏi, dáng người hoàn mỹ lộ ra đường cong mê người làm cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Tỷ, đối thủ rất của ngươi lợi hại, trong lơ đáng lại có thể câu dẫn nam nhân động tâm. Chỉ mộng san nói nhỏ, sắc mặt chỉ mộng hàm tối sầm, tống lam đỏ mặt, trời đất trứng giám, nàng thực không phải cố ý dụ dỗ lăng hàn, chỉ là xúc cảnh sinh tình. Câm miệng, người không nói không ai nói người câm, chỉ mộng hàm không nhịn được muốn bạo lực trấn áp hùng hài tử, tại sao nàng luôn nói lời xấu hổ như thế? Đúng rồi, các người có đi tới biển máu lần nữa không? Lăng Hàn hỏi, hắn rất hiếu kỳ việc này. Chỉ mộng hàm gật đầu, đi, nhưng cho dù nhiều thánh nhân, nhiều đế binh hơn nữa đi vào cũng không tốt, đó là bí cảnh thiên địa, ngay cả đế binh cũng không thể chấn áp. Lăng Hàn hít khí lạnh, đế binh cũng không thể chấn áp. Đế binh sống lại tương đương với tổ vương hiện thế, trên đời này có ai mạnh bằng tổ vương không? Nhất là, lần này có nhiều đế tộc mang theo đế binh xuất hành. T, đột nhiên hắn nghĩ đến, tổ tiên hầu ca đấu chiến thánh hoàng và lăng thiên tổ vương, bọn họ đều đi khu vực biên giới vũ trụ tìm kiếm bí mật vĩnh sinh, nghe nói nơi đó vô cùng nguy hiểm, cho dù là tổ vương cũng phải mang theo đế binh. Chẳng lẽ, biển máu cũng là tuyệt địa, nhưng trong tuyệt địa như thế có mỹ nhân tóc đỏ như đang ngủ say, việc này rất cổ quái. Lăng Hàn vô cùng hiếu kỳ, hắn muốn đi nghiên cứu một phen. Lăng Huynh, người có thể cho ta xem tượng đất không? Chỉ mộng hàm nói ra, tốt, Lăng Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía đại hắc cầu. Đại hắc cầu lập tức không tình nguyện, nhưng nó vẫn lấy tượng đất ra đưa về phía chỉ mộng hàm, vừa nói. Nhất định phải trả, chỉ mộng hàm im lặng, con chó hoang này keo kiệt như thế. Không trả, chỉ mộng san làm mặt quỷ, cũng được, xem như đồ cưới. Đại hắc cầu nói nhỏ, ngươi nói cái gì, chỉ mộng hàm cười hỏi, nhưng ai cũng nghe rõ ràng trong giọng nói đã ẩn chứa sát khí. Đại hắc cầu vội vàng cười cười, nó không nói nữa. Chỉ mộng hàm bắt đầu loay hoay tượng đất, thân sắc chuyên chú, đương nhiên, nàng hiện tại dùng lụa trắng che mặt, cũng không có ai nhìn rõ. Thế nào, nhìn ra cái gì không? Lăng Hàn hỏi, thứ này do tổ vương luyện chế. Chỉ mộng hàm nói ra, chỉ có đạt tới cấp bậc tổ vương mới có thể thay đổi thiên địa đạo tắc, cho nên, khống chế tượng đất là có thể khống chế người khác. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu nhìn nhau, đều tươi cười, nhặt được bảo rồi. Theo như cách nói của Bách Lý Sa, cấp bậc đế tử đều có bảo vật hộ thân, có thể chống cự tất cả hiệu quả mặt trái. Lăng Hàn hỏi, không sai, chỉ mộng hàm gật đầu, ní. Đây là thứ do tổ vương luyện chế, trên thực tế có thể chống đỡ linh hồn xâm hại, nhưng số lượng có hạn, cho nên chỉ có thể trang bị cho đế tử đế nữ. Chờ đế tử đế nữ phát triển sẽ thu hồi. Lăng Hàn hiểu ra, thì ra là như vậy. Nói như thế, thời điểm hắn giao đấu với Bách Lý Sa, sát khí trùng kích sẽ không có hiệu quả. Còn có hiệu quả áp chế của hỗn độn tiên đan cũng sẽ bị miễn dịch. Không thử qua làm sao biết, Lăng Hàn cười cười, hắn nói với chỉ mộng hàm. Chị mỹ nữ, kiểm tra giúp ta được chứ? Chỉ mộng hàm trợn mắt, ra hỏa này nói nhảm nhưng nàng lại không sinh ra ý chán ghét, thật cổ quái. chương 4558, cự nhân đảo. Lăng Hàn dùng chỉ mộng hàm kiểm tra, đương nhiên là xem sát khí trùng kích và hỗn độn tiên đan có phát huy tác dụng hay không. Hạng thứ nhất, sát khí trùng kích, kết quả là không có hiệu quả, việc này nằm trong dự kiến của Lăng Hàn, nhưng chứng minh là đúng thì hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Ai, mất đi một tuyệt chiêu cường đại, Khá tốt, sớm kiểm tra, bằng không sai lầm trong thực chiến sẽ là sai lầm chí mạng. Hạng thứ hai, hỗn độn tiên đan áp chế. hữu hiệu, cái gì, rõ ràng có thể bỏ qua bảo vật cấp đại đế, phát sinh tác dụng. Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm đều không ngờ tới, tất cả đều kinh ngạc. Lăng Huynh, người có năng lực gì? Trì Mộng Hàm kinh ngạc hỏi. Đây là người thức tỉnh thần thông tiên thiên sao? Lăng Hàn do dự, nhưng người ta không có giấu giếm hắn, hắn cũng không có ý tứ cố ý lừa gạt. Hơn nữa, hiện tại có tiết lộ bí mật thì sao, sau khi ra ngoài, tất cả trí nhớ tương quan sát bị chém dụng. Là năng lực của tiên đỉnh duy nhất sau khi hợp đỉnh. Hắn nói ra, sau khi tiến vào sinh đan, tiên đan cũng kế thừa đặc tính đặc biệt. Ồ, chỉ mộng hàm lộ ra vẻ kinh ngạc, tỷ phu, người ta cũng là cửu đỉnh hợp nhất, tại sao không có? Chỉ mộng san nói ra, năng lực này quá mạnh, trực tiếp gọt đi chiến lược ba trọng thiên, có thể làm cho người buồn bực chết. Bởi vì quá mức hiếu kỳ, lần này chỉ mộng hàm không có áp chế muội muội mình chỉ nhìn chằm chằm vào lăng hàn bên cạnh tống lam hết sức tò mò nhìn thật cẩn thận lăng hàn không do dự hắn quyết định nói ra thì không có gì do dự ta không phải cửu đỉnh hợp nhất mà là thập đỉnh hợp nhất lập tức thuyền nhỏ hoàn toàn yên tĩnh sóng ơi sóng treo thuyền không cần mái trèo toàn bộ nhờ sóng đại hát cầu bắt đầu hát như giống ba nữ giật mình tỉnh lại vẻ mặt bọn họ không tin làm sao có thể chỉ mộng hàm nói ra, cửu đỉnh chính là cực hạn, tại sao ngươi có thể đạt tới thập đỉnh? Nàng là đế tộc, biết rõ rất nhiều bí mật, cho nên nàng mới không thể tin nổi. Thập đỉnh, làm sao có thể? Đúng vậy, chính chính là cực hạnh của thiên địa, làm sao có thể vượt qua cửu đỉnh? Chỉ mộng san cũng nói, lang hàn cười cười, có lẽ là đúng như vậy, đánh vỡ cực hạn của thiên địa mới có thể làm tiên đỉnh sinh ra dị năng. Cái này, chỉ mộng hàm tỉ muội đều là nói không ra lời đúng thế các nàng đều là cửu đỉnh hợp nhất vì cái gì không thể làm được như lăng hàn nhìn khắp thiên hạ tuy cửu đỉnh hợp nhất rất thưa thất nhưng chỉ cần là cấp bậc đế tử đế nữ tất cả đều là cửu đỉnh hợp nhất nhưng thập đỉnh hợp nhất chưa từng nghe nói qua chỉ mộng hàm nhìn về phía lăng hàn nàng đã đề cao đánh giá về thiên tài trẻ tuổi trước mặt tương lai hắn nhất định trở thành thánh nhân hơn nữa là thánh nhân vô cùng cường thế trong thời điểm thiên hạ không đế hắn có thể quét ngang thiên hạ đương nhiên thành đế rất khó khăn không chỉ cần đại trí tuệ, đại cơ duyên, ngộ tính, còn cần đại khí vận, từ xưa đến nay mới xuất hiện bao nhiêu vị tổ vương. Đôi mắt tống làm tỏa sáng như sao trời, nàng biết rõ lăng hàn khó lường, nhưng có thể đạt tới thập đỉnh hợp nhất, tự nhiên làm cho nàng càng bội phục, hoàn toàn mê muội lăng hàn. Lão tỷ, ngươi nhìn thấy chưa? Chỉ mộng san nói ra, còn không tranh thủ thời gian ra tay, gạo nấu thành cơm. Bằng không sau này ngươi sẽ hối hận, nhà đầu chết tiệt kia, chỉ mộng hàm đỏ bực, Rốt cục không chịu nổi nên cốc đầu tiểu hài tử Wow, chỉ mộng san che đầu kêu thảm thiết Không thể đánh đầu người ta Nếu đánh đần thì người bồi thường ta thế nào Bên này đang cãi nhau Thời gian trôi qua rất nhanh Hai ngày sau đó Bọn họ phía trước xuất hiện một hòn đảo Rất là kỳ quái Bọn họ không biết phương vị Trên biển cũng không có gió Một đường bơi loạn như thế có thể tìm được hòn đảo Nhắc tới là trùng hợp thì chỉ có thể nói vận khí của bọn họ quá nghịch thiên Cổ quái Bọn họ lái thuyền cập bờ nhưng khắp nơi đều là vách núi, bởi vậy, bọn họ vòng quanh hòn đảo một chuyển, bọn họ phát hiện một bến cảng. Trời ạ, à, bến cảng quá lớn, bốn người lăng hàn khiếp sợ, nơi này không chỉ đất đai lớn, cũng không phải bến cảng nơi khác nhỏ có thể chứa 20 con thuyền, nơi này có 100 con thuyền, mà là thể tích của thuyền quá lớn. Thuyền lớn, nhà lớn, người cũng lớn, đây là quốc gia cự nhân, mỗi một người cao ít nhất 10 trượng. Trước mặt những người như thế lăng hàn không nói nhỏ bé như con sâu cái kiến nhưng không kém bao nhiêu, Bọn họ tìm chỗ đỗ thuyền, nhưng bi kịch phát hiện, thuyền của bọn họ quá nhỏ, dây thừng quấn thuyền không đủ dài, quấn vào cây trụ thô to chỉ quấn được nửa vòng, thật xấu hổ. Ha ha, lại có người nhỏ bé tới, banh, 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 tiếng bước chân nặng nề truyền tới, chỉ thấy một gã cự nhân đang đi tới, hắn tươi cười cũng không có hung thần ác sát, mà vì người tí hon tới không phải việc xấu. Bằng chứng của các người đâu, hắn vươn tay, trực tiếp kéo thuyền nhỏ ra khỏi nước, đặt trên hành lang của cây cầu. Được rồi, đám người lăng hàn nhảy xuống thuyền lăng hàn đưa ra bằng chứng các ngươi mỗi người vươn tay ấn vào trên giấy cự nhân nói ra dùng đầu ngón tay bắt lấy bằng chứng lăng hàn bốn người một chó vươn tay chạm vào tờ giấy bọn họ vừa chạm vào tờ giấy phát sáng giống như chứng minh thân phận của bọn họ được rồi cự nhân trả bằng chứng cho lăng hàn nói đi theo ta hắn cất bước rời đi mỗi bước dài hơn năm trượng lăng hàn đuổi theo tốt bọn họ nhỏ nhưng thực lực rất mạnh rất dễ dàng đuổi kịp bước chân của đối phương. Bọn họ bước đi, sau khi rời khỏi bến cảng, cự nhân bắt đầu gia tăng tốc độ, hai chân di chuyển như bay, bành bành bành, bành mặt đất rung động rất mạnh. Lăng Hàn thi triển thân pháp đuổi theo, tốc độ không thua kém chút nào. Cự nhân này cũng không có tu công pháp, mà là dựa vào thể lực thuần túy chạy đi. Chỉ mộng hàm dùng thần thức truyền âm nói, như vậy càng khủng bố, chỉ dựa vào man lực đã có thể đạt tới tình trạng như vậy, man lực lại cường đại như vậy, tất nhiên bọn họ sẽ có hiệu quả khác, khí tức của cự nhân này rất mạnh, nếu không cũng không thể trèo chống lực lượng như thế, đánh ra một quyền sẽ nứt vỡ xương cốt ra thịt. Sau khi đi theo cự nhân một lúc, phía trước xuất hiện một tòa thành. Tòa thành cự nhân này chính là lâu đài, bọn họ vào thành lâu đài, cự nhân dẫn đường quay đầu rời đi, hoàn toàn không có ý giải thích với bọn họ, tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Được rồi, tự ta tìm hiểu tình huống, đám người lăng hàn đi trong lâu đài và nhanh chóng nắm được tình hình chương 4559, ăn bánh bao. Muốn tại đây cự nhân ở trên đảo cầm bắt được khối thứ nhất truyền kỳ mảnh vỡ, đơn giản, chỉ cần tại trong trận đấu thắng cự nhân là được. lang Hàn xem đã, tổng cộng có xích lô trận đấu. Thứ nhất, giải thi đấu ăn bánh bao. Trong thời gian quy định ăn tất cả bánh bao, nhưng còn phải so nhanh tay mới có thể thắng được trận đấu. Hơn nữa, chẳng những có thể đạt được mảnh vỡ truyền kỳ, còn có thể đạt được một chiếc thuyền lớn do cự nhân chế tạo, có thể chống cự cuồng phong sóng lớn vùng biển gió êm sóng lặng nhưng từ cự nhân đảo đi về phía trước lại khác cho nên đổi một chiếc thuyền lớn là cực kỳ cần thiết lại nói không thắng được giải thi đấu ăn bánh bao vậy cũng không cách nào đạt được mảnh vỡ truyền kỳ tiến về hòn đảo tiếp theo cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa chỉ có thắng được trận đấu cự nhân mới sẽ cấp con dấu lên bằng chứng bằng không dù tới hòn đảo tiếp theo cũng không thể lên bờ bởi vậy cho dù như thế nào bọn họ phải thắng được giải thi đấu ăn bánh bao trận đấu thứ hai là đấu vật đồng dạng so đấu với cự nhân nếu thắng thì có thể thắng được một ban thưởng cự nhân sẽ lắp đặt thanh long thuẫn trên thuyền lớn thứ này có thể chống cự công kích cường đại trên biển có yêu thú thực lực vô cùng khủng bố cho nên có thanh long thuẫn sẽ tăng an toàn lên rất cao thứ ba là giải thi đấu nguyên long tượng so tốc độ với cự nhân trong nguyên long tượng thắng sẽ đạt được một ban thưởng sẽ lắp đặt kim long pháo trên thuyền thanh long thuẫn là phòng ngự kim long pháo dùng tấn công nó có tác dụng uy hiếp hải thú rất lớn. Tỷ muội chỉ mộng hàm, Tống Lam trực tiếp lắc đầu, buông tha giải thi đấu ăn bánh bao, đừng nói các nàng không phải ăn hàng, cho dù tham ăn nhưng đường đường mỹ nữ tuyệt sắc trong tinh không, thiên kim đế tộc, bọn họ có thể không biết xấu hổ điên cuồng ăn bánh bao trước mặt người ngoài hay sao. Cho nên, trách nhiệm này cũng rơi vào người Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu. Đội trưởng, dựa vào ngươi, ba nữ nói với Lăng Hàn, ta thành đội trưởng lúc nào, Lăng Hàn gãi gãi đầu việc đáng làm thì phải làm mà, nói rõ là muốn hắn gánh vác, lăng hàn cũng không sao cả, nam nhân mà, ăn uống điên cuồng cũng không sao. Đi, lão hắc, chúng ta ăn bánh bao thôi, được, đại hắc cẩu liếm liếm đầu lưỡi, nói, cẩu ra ăn chết bọn chúng, một người một chó đi báo danh, tuy có rất nhiều người đến, người báo danh rất nhiều, bởi vậy cần xếp hàng chờ đến lượt. Như Bách Lý Sa, Lâm Lãng cũng đến, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì hai người cười lạnh, nếu không phải nơi này là địa bàn của cự nhân, bọn họ khẳng định đã động thủ, đế tử thì không cần cố kỵ, cho dù bọn họ giết đạo tử thánh địa, thánh địa dám đi đế tộc đòi nhân sao. Đây là đế tộc, chỉ có bọn họ bá đạo mà thôi. Lăng Hàn không sợ, chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Vẫn có rất nhiều người rất ít xuất hiện, Lăng Hàn liền phát hiện ba người, thực lực tuyệt không thua gì Bách Lý xa, bọn họ lại không muốn ai nhận ra. Là đế tử khác, một lúc sau, có cự nhân đi ra thông chi, tổ một bắt đầu thi đấu. Trong tổ thi đấu này có 10 người, trong đó có 9 người ngoài, chỉ có một là cự nhân, nhưng chỉ có đứng đầu mới tính là thắng lợi, chỉ là đánh thắng cự nhân cũng không được. Đương nhiên, một đội ngũ đến 3 người, nhưng chỉ cần có một người đạt đứng đầu thì cả đội vượt qua. lang Hàn và Đại Hắc Cẩu không có đi báo danh trước, bởi vậy, bọn họ không phải ở tổ 1, bọn họ đứng xem và quan sát sức chiến đấu của cự nhân. Hí, lúc cự nhân mang chậu bánh bao ra, tất cả mọi người hô lớn, khốn kiếp, đây gọi là chậu đồ ăn sao tại sao nó còn lớn hơn cả thùng nước tắm thế bánh bao lớn rất lớn đối với người bình thường đừng nói một chậu như vậy một cái cũng đủ làm người ta no rồi cự nhân dự thi đi ra hắn rất cường tráng bụng rất tròn vừa nhìn là biết ăn hàng bắt đầu ra lệnh một tiếng tất cả mọi người bắt đầu ăn như hổ đói bên cạnh còn có cự nhân xem thi đấu liên tục cổ vũ trợ uy cho đồng bạn cự nhân kia ăn rất nhanh chỉ cần cắn hai ba cái là nuốt vào người bên ngoài đều bộc lộ thần thông có yêu tộc hóa thành nguyên hình hình thể tự nhiên tăng nhiều miệng biến lớn và nuốt bánh bao rất nhanh nhưng nhân tộc không cần sợ bọn họ dùng bí lực thân thể biến lớn vài lần tới vài chục lần kể từ đó hiện trường đều là quái vật khổng lồ điên cuồng gặm bánh bao đại hắc cầu cười lớn hình tượng này làm nó vui mừng sắc mặt bách lý sa lâm lãng và các đế tử hết sức khó coi cũng quá chật vật ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của bọn họ khá tốt sau khi rời khỏi nơi này ký ức của mọi người biến mất trật vật như vậy sẽ không bị người ta nhớ rõ. Nhưng mà cự nhân tộc tổ chức trận đấu như thế, bọn họ đều chọn kẻ giả dày lớn, nhất là cự nhân dự thi khẳng định tham ăn, bọn họ càn quét như gió bão, qua một lúc đã xử lý sạch bánh bao. Quá nhanh. Sau khi hắn ăn xong, bên đội thi đấu kia còn thừa hai bánh bao. Được, tổ một không có người thành công. Đến đến, tổ 2 bắt đầu. Đám cự nhân cười ha ha, xem đây thành việc lý thú nhất. Trên thực tế đúng là rất vui lần đầu gặp được thi đấu không cần chém chém giết giết, cũng không cần động não, chỉ cần ăn là được. Chín người tổ hai đi lên, cự nhân tộc vẫn phái một người đi ra. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu tiếp tục xem cuộc chiến, nhưng Lâm Lãng và Bách Lý Sa đều ở tổ hai, cùng tiến vài sân thi đấu. Một hồi, chậu bánh bao lớn được mang ra, lúc này cự nhân không phải kẻ tranh tài lúc trước nhưng cũng rất cao lớn, bụng tròn vo, tuyệt đối có sức chiến đấu kinh người. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức ăn như hổ đói lăng hàn nhìn lâm lãng và bách lý sa hắn kinh ngạc đế tử đúng là bất phàm cho dù trận đấu này không thắng được nhưng bọn họ biến lớn vài chục lần không kém gì cự nhân nếu là thánh nhân hoàn toàn có thể biến thân thể lớn hơn tinh cầu một trưởng nện nát tinh cầu nhưng sinh đan cảnh không cường đại như thế chỉ có thể phóng đại vài lần đến gấp mấy chục cụ thể bao nhiêu phải xem thực lực và thiên phú đế tử còn vượt qua người bình thường rất nhiều cuối cùng nhất lâm lãng và bách lý sa đều ăn bánh bao xong còn ăn nhanh hơn cự nhân được, bọn họ trở thành đội ngũ thắng được mảnh vỡ truyền kỳ đầu tiên. Hai người này tươi cười, sau đó nhìn Lăng Hàn một vòng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực ngươi không tầm thường, nhưng trận đấu ăn bánh bao loại này nhìn ngươi có thể phóng đại thân thể bao nhiêu lần, hình thể càng lớn, tốc độ ăn càng nhanh, cho nên, việc này có quan hệ tới huyết mạch. Phạm Nhân làm sao so với đế tộc